MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Hóa Long Quyết tập 62. Ha ha! Nghe xong Giang Trần lời nói, tội ác chi chủ mở miệng cười ha ha, hắn nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hôm nay cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp mặt, người trẻ tuổi này để lại cho hắn cực sâu chạm trổ, cơ trí, dũng khí, bình tĩnh, người thành công hết thảy khí thế, đều tại Giang Trần thân thể biểu hiện, phát huy vô cùng tinh tế. Giang Trần, ngươi là một người thông minh, bổn tòa cũng thích cùng người thông minh kết giao bằng hữu, ngươi nói không sai, loại thủ đoạn kia, hẳn là nguồn gốc từ Phật môn Chí Cao Vô Thượng Độ Hóa Chi Quang, điểm này là ta nhìn thấy tiểu hòa thượng nghĩ đến, bổn tòa đã từng cùng Bạch Long Tự Cao Tăng có giao lưu, nghe nói qua cái này độ hóa chi quang, bổn tòa cùng Phật Pháp vô duyên, cho nên tự coi như các ngươi đem độ hóa chi quang tu luyện chi pháp nói cho ta biết, ta cũng là không có cách nào tu luyện. Cho nên bổn tòa cần các ngươi hiệp trợ. Tội ác chi chủ mở miệng nói ra. Nghe được tội ác chi chủ vậy mà nhìn ra bọn họ độ hóa chi quang hư thực, Giang Trần cùng bá giả tâm lý dù sao cũng hơi giật mình, quan điểm đối tội ác chi chủ lần nữa khác biệt. Xem ra cái này tội ác chi chủ không phải người bình thường không thể có cơ hội tiếp xúc Bạch Long Tự Cao Tăng, bất quá ta đối với người này ấn tượng cũng không tệ, có lẽ đáng giá kết giao. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, tội ác chi chủ trong lúc vô hình đã để lộ ra thân phận chính mình không tầm thường, cho dù là đi ra cái này tội ác thâm nguyên, tội ác chi chủ vẫn như cũ không phải người bình thường, nói một cách khác, Giang Trần tới kết giao, sau này khả năng còn có chỗ tốt. Giang Trần hiện tại trên cơ bản cũng đã biết, cái này tội ác thâm nguyên đối với tội ác chi chủ tới nói, cũng chẳng qua là một cái lịch luyện chi địa thôi, bất quá lịch luyện thời gian tương đối dài lâu một chút thôi, một khi tội ác chi chủ hoàn thành thống nhất tội ác chi chủ bá nghiệp, nơi này tựu không còn có hắn nửa điểm tác dụng, đến lúc đó tội ác chi chủ khẳng định vẫn là sẽ rời đi. Hắn cùng Giang Trần thuộc về một loại người, vĩnh viễn sẽ không ngừng, mãi mãi cũng cần khiêu chiến, tội ác thâm nguyên cùng tội ác nhất tộc yêu ma cũng là trước mắt tội ác chi chủ, một cái lớn nhất đại khiêu chiến, sau khi hoàn thành, hắn hội đi tìm đại khiêu chiến khác. Không sai, người ta bản thân liền là quan hệ hợp tác, người muốn lợi dụng tay ta để hoàn thành nhất thống tội ác thâm nguyên tâm nguyện, mà đối với ta mà nói, tội ác nhất tộc yêu ma, chính là chất dinh dưỡng ta tu luyện lớn nhất, ta tu luyện một môn kỳ công, có thể hấp thu yêu ma tinh khí cùng tinh huyết đến để thăng chính mình, cho nên người ta hợp tác, bản thân liền là đôi bên cùng có lợi. Giang Trần mở miệng nói ra, không có nửa điểm che giấu, cái này chính là mình mục đích, tổ long tháp sự tình hắn không có khả năng nói ra, nhưng hắn hấp thu yêu ma tinh huyết cùng tinh khí sự tình cũng là sự thật, nhất ma thành cùng ám dương thành phát sinh tràng cảnh hắn tin tưởng tội ác chi chủ toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, cho nên cũng không có cái gì cần giấu giếm. Được, hợp tác với người thông minh, bản thân liền là một kiện thống khoái sự tình, Giang Trần, không thể không nói, ngươi là tuổi trẻ thiên tài bổn tòa gặp qua lợi hại nhất, ngươi ta sau này có lẽ có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói, ta tên thật Dương Bất Phàm, tội ác chi chủ là tới đây về sau mọi người đưa tặng xương hào. Tội ác chi chủ vừa cười vừa nói, toàn bộ tội ác thâm nguyên bên trong, biết hắn tên thật có thể không có mấy cái, giờ phút này hắn chủ động nói ra tên thật đến, đủ để biểu hiện hắn cùng Giang Trần kết giao bằng hữu là thành tâm. Dương huynh sảng khoái. Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền, đối Dương Bất Phàm lại tăng thêm một phần hào cảm, song phương đều là người thông minh, đều không phải là kẻ vớ vẩn, có thể nhìn ra đối phương đều là người hào sảng, Giang Trần cũng thích cùng dạng người này kết giao bằng hữu, Dương Bất Phàm cũng là như thế. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Phóng nhãn toàn bộ tội ác thâm nguyên, cho dù là kim tiên hậu kỳ cao thủ, cũng không có bất cứ người nào dám xưng hô tội ác chi chủ là Dương huynh, nhưng Giang Trần tự xưng hô như vậy, bởi vì tại Giang Trần tâm lý, hắn cũng không cảm thấy so Dương Bất Phàm thấp một đầu, về phần tu vi thượng sứ cách, Giang Trần sớm muộn cũng sẽ đuổi theo, thậm chí siêu việt hơn, Giang Trần có lòng tin như vậy. Mà đồng dạng, đối với Giang Trần danh xưng như thế này, Dương Bất Phàm cũng không có biểu hiện ra không chút nào vui sướng, thậm chí vẫn tương đối vui vẻ, tại cái này tội ác thâm nguyên, tất cả mọi người sợ hắn, cái loại cảm giác này tuy cao cao tại thượng, lại có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc, Giang Trần xuất hiện, cho hắn một loại khác loại cảm giác, mà lại hắn tin tưởng lấy Giang Trần thiên phú, Giang Trần thành tựu nhất định cũng là bất khả hạn lượng, cho dù theo chính mình Dương huynh gọi đệ, này cũng sẽ không nhục không có mình. Dương huynh, chúng ta mặc dù nhưng đã hợp tác, nhưng ta dù sao tu vi còn yếu, hiện tại muốn cùng tội ác nhất tộc khai chiến, vẫn như cũ giúp không được trên căn bản chỉ bận bịu, đến cùng như thế nào đối phó tội ác nhất tộc, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Giang Trần nói ra, trở lại chuyện chính, hắn cùng Dương Bất Phàm sơ lần gặp gỡ rất là vui sướng,
nhưng lúc này cũng nhất định phải tăng lên đến mang tính then chốt vấn đề. Điểm này ta biết, đối phó tội ác nhất tộc cũng không phải một sớm một chiều sự tình, 10 năm ta cũng chờ, cũng không quan tâm hiện tại, ta hội ta tận hết khả năng tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này cho ngươi cung cấp cực hảo phóng liền, đến để thăng thực lực ngươi. Dương Bất Phàm nói ra, hắn là một người thông minh, Giang Trần nói tới hắn tự nhiên rất rõ ràng, mà đối với hắn mà nói, 10 năm cũng chờ, còn tại hồ trước mắt những thời giờ này à, hiện tại trọng yếu nhất cũng là trợ giúp Giang Trần tăng cao tu vi, đã quyết nhất định phải trở thành bằng hữu, vậy liền thành tâm tương giao. Không dối gạt Dương Huynh, tiểu đệ ta tinh thông một môn đại thiên cơ thuật, trước đó thôi toán một phen, nhất tuyến thiên phải có đại chuyện phát sinh, cho nên ta muốn trước tiên trở về một chuyến, lần này đại sự kiện với ta mà nói có thể là một cái khó được kỳ ngộ, hy vọng Dương Huynh có thể giúp ta mở ra thông hướng nhất tuyến thiên thông đạo, chờ nhất tuyến thiên sự tình kết về sau, ta sẽ lập tức gấp trở về. Giang Trần nói, đây là hắn lần này đến đây tội ác chi thành lớn nhất mục đích một trong, nếu như không phải là bởi vì hắn thôi toán ra nhất tuyến thiên có đại chuyện phát sinh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không trở về, dù sao đối với hắn mà nói, cái này tội ác thâm nguyên thật sự là một cái không tệ lịch luyện tràng sở. Nhưng bây giờ đã suy tính ra, vậy thì nhất định phải muốn trở về nhìn xem, không thì Giang Trần tâm thần chung quy không bình yên. Ồ, Giang huynh đệ muốn trở về sao? Dương Bất Phàm sững sờ, quả thực không nghĩ tới Giang Trần hội ở thời điểm này yêu cầu rời đi. Dương huynh yên tâm, lần này một mình ta trở về, hòa thượng cùng đại hoàng lưu lại tạm thời hiệp trợ ngươi, có thể tra nhìn một chút tội ác nhất tộc gần nhất động tĩnh, nhất ma thành cùng ám dương thành bên kia diệt sát đại lượng yêu ma, chuyện này sợ rằng sẽ gây nên tội ác nhất tộc sao động. Giang Trần nói ra, vì để Dương Bất Phàm an tâm, hắn nhất định phải đem hòa thượng cùng đại hoàng cầu đều cho lưu lại, dạng này tỉnh Dương Bất Phàm trong lòng sinh ra cái gì khúc mắc tới. Được, đã như vậy, ta tự vì ngươi mở ra thông hướng nhất tuyến thiên thông đạo, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành đại nghiệp. Dương Bất Phàm cũng không phải bút tích người, lúc này đáp ứng. Đa tạ Dương huynh. Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền, có thể từ tội ác thâm nguyên nội thành công ra ngoài, trừ dựa vào tội ác chi chủ bên ngoài, không còn có hắn biện pháp, theo như cái này thì, Giang Trần đi vào tội ác thâm nguyên về sau làm ra hết thảy, vậy cũng là hết sức sáng suốt, nếu như mình sau khi đi vào chỉ là một mực trốn trốn tránh tránh, không có tiếng tăm gì, liền sẽ không có hiện tại hết thảy. Hòa thượng cùng đại hoàng cầu yên lặng đưa cho Giang Trần một cái tán dương ánh mắt, tránh thức người thành công, tổng là có thể tại bất cứ lúc nào làm ra thường người thường không thể đại sự đến, vô luận đi đến nơi nào, vô luận lúc nào, hắn đều khó có khả năng bình thường trải qua mỗi một ngày, bởi vì đó là tại thời gian sống uổng. Giang Trần từ trước đến nay giỏi về sáng tạo kỳ tích, tội ác thâm nguyên hết thảy đối với Giang Trần tới nói, bản thân liền là sáng tạo ra tới một cái kỳ tích, đi vào tội ác thâm nguyên hơn một tháng thời gian, tự thống trị bên ngoài, còn cùng cao cao tại thượng tội ác chi chủ kết giao bằng hữu, xương huynh gọi đệ, dạng này sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm ra được. Giang huynh đệ, ta hiện tại tự cho ngươi mở ra thông hướng nhất tuyến thiên thông đạo. Dương Bất Phàm nói đến, trong tay hắn thêm ra một đạo linh phù phía trên bộc lộ ra nồng đậm không gian khí tức, chính là không gian linh phù, nói cách khác, cùng tội ác thâm nguyên có thể liên thông 10 cái đại vực thông đạo, toàn bộ đều trưởng khống tại Dương Bất Phàm một trong tay người. Dương huynh chậm đã, ta lần này mang đến hai nữ tử này là bằng hữu ta, bọn họ là ngoài ý muốn tiến vào cái này tội ác thâm nguyên, coi bọn nàng tu vi, lưu tại nơi này chỉ là vướng víu thôi, mà lại các nàng đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng không thích ứng, lần này ta ra ngoài, thừa dịp trực tiếp đem các nàng cho mang đi ra ngoài, rời đi nơi thị phi này. Giang Trần mở miệng nói ra, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh nhất định phải mang đi ra ngoài, các nàng lưu tại nơi này, bản thân liền là một loại kiềm chế. Ân. Dương Bất Phàm gật gật đầu, chợt hắn đôi nắm vào trong hư không một cái, chỉ gặp không gian lấp lóe, quang ảnh tràn ngập, hai bóng người trực tiếp bị hắn cầm ra đến, chính là một mặt kinh hoàng Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh. Đây chính là tiên vương thủ đoạn, tùy tiện nhất động tự dung chuyển không gian pháp tắc, rời núi lấp biển, không gì làm không được. Hai nữ lúc đầu tại trong phủ thành chủ làm khách, một đạo đột nhiên một ngọn gió sóng tác dụng tại trên người các nàng, đem các nàng bắt tới nơi này, loại tình huống này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là kinh hoàng. Bất quá hai người khi nhìn đến Giang Trần bọn họ về sau, xem như thở ra một hơi thật dài. Giang đại ca. Yến Khuynh Thành đi vào Giang Trần bên cạnh. Khuynh Thành, anh tỷ, các ngươi còn không mau một chút gặp qua tội ác chi chủ, một hồi tội ác chi chủ hội đem các ngươi đưa ra ngoài, trở lại nhất tuyến thiên, rời đi nơi này. Giang Trần nói ra. Nghe được rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, Yến Khuynh Thành biểu hiện hoàn hảo một chút, dù sao đối với nàng tới nói, có thể cùng với Giang Trần mới là hạnh phúc nhất. Nhưng Hoàng Anh tự lộ ra đến vô cùng kích động,
Nàng đối tội ác Thâm Uyên không lo lắng, có thể thành công rời đi cái địa phương quỷ quái này, là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình. Gặp qua tội ác chi chủ, Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh đối Dương Bất Phàm sâu không người thi lễ, tại cường đại đại tội ác chi chủ trước mặt, các nàng liền ngẩng đầu dũng khí đều không có, đối cho các nàng tới nói, tội ác chi chủ cái kia chính là trong truyền thuyết nhân vật, là nơi này chính thức hoàng đế, các nàng căn bản không nghĩ tới một ngày kia có thể đứng ở tội ác chi chủ phụ cận, bây giờ đứng ở chỗ này, cảm nhận được đến từ Dương Bất Phàm trên thân cường đại tiên vương khí tức, muốn nói một điểm không khẩn trương. Đó là lừa gạt quỷ. Tiên vương A, này là bực nào cao cao tại thượng, là các nàng đời này đều không thể chạm tới đỉnh phong. Ân. Dương Bất Phàm gật gật đầu, một mặt đạm mạc, tại Giang Trần trước mặt hắn chuyện trò vui vẻ, nhưng tại trước mặt người khác, loại kia tội ác chi chủ khí độ, vẫn là phải cầm đi ra. Soạt. Dương Bất Phàm trong tay linh phù soạt một tiếng vỡ vụn, biến thành một đầu hư vô mờ mịt thông đạo, không ngừng có quang mang từ đó lóe ra đến, nồng đậm không gian khí tức, nhìn người tê cả da đầu. Giang huynh đệ, thông đạo đã mở ra. Dương Bất Phàm nói ra. Làm phiền Dương huynh. Giang Trần ôm một cái quyền. Giang đại ca, chính ngươi ở chỗ này phải cẩn thận một chút. Yến Khuynh Thành lôi kéo Giang Trần cánh tay nói ra, trong mắt đầy vẻ không muốn, nàng coi là tội ác chi chủ lối đi này là chuyên môn vì nàng cùng Hoàng Anh mở ra, Giang Trần bản thân là sẽ không ra qua. Ở chỗ này ta tự nhiên sẽ cẩn thận, bất quá bây giờ ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Giang Trần nói xong, không dung Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh giận mình, khoảng chừng giữ chặt hai nữ, thân thể nhoáng một cái tự biến mất ở trong đường hầm. Nhất Tuyến Thiên, một mảnh rộng lớn vô biên phía trên không dãy núi, đột nhiên có khí lưu lắc lư, tiếp lấy hư không nổ ra một cái lỗ hổng, ba thân ảnh lung la lung lay từ bên trong phun ra ngoài, gian nan ổn định thân thể. Hai nam một nữ, không phải ai khác, chính là mới vừa rồi từ tội ác Thâm Uyên nội đi tới Giang Trần bọn họ. Ta rốt cục trở về, rốt cục rời đi cái kia luyện ngục đồng dạng địa phương. Hoàng Anh nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, có vẻ hơi kích động, nàng mở rộng hai tay, một mặt hưởng thụ, không sai, nơi này hết thảy đều bị nàng hưởng thụ, so với tội ác Thâm Uyên đến, nơi này đơn giản cũng là thiên đường. Yến Khuynh Thành biểu hiện cũng là rất lợi hại hưng phấn, dù sao tội ác Thâm Uyên loại địa phương kia, thực sự không thích hợp lâu dài tiếp tục chờ đợi. Giang Trần nở nụ cười nhìn lấy hai nữ, hắn có thể trải nghiệm hai nữ giờ phút này tâm tình, các nàng tại tội ác Thâm Uyên đều nhận hết khó khăn, nếu như không phải tại tối hậu quan đầu gặp được chính mình, chỉ sợ đã chết tại tội ác Thâm Uyên nội bộ. Giang Trần cùng các nàng dù sao không phải cùng một loại người, tội ác Thâm Uyên bên trong hoàn cảnh, là Giang Trần so sánh say mê, hắn ưa thích kích thích, hướng tới kích tình. Giang đại ca, ngươi tại sao cùng chúng ta cùng đi ra đến? Đại hoàng theo hòa thượng tại sao không có đi ra? Yến Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Ta đi ra là có chuyện muốn làm, chờ hoàn thành sự tình, ta vẫn còn muốn trở về, ta cùng tội ác chi chủ ở giữa, có hiệp nghị. Giang Trần vừa cười vừa nói. Lúc này, Hoàng Anh đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần vô cùng trịnh trọng thi lễ. Giang công tử, nơi này đối tiểu nữ ân tình, tiểu nữ không thể báo đáp, phàm là sau này có dùng đến lấy của ta phương, liền xem như làm trâu làm ngựa, Hoàng Anh đều cam tâm tình nguyện. Hoàng Anh nói ra, Giang Trần là nàng gặp qua kỳ nhân, lần này nếu như không có Giang Trần, nàng chính mình vận mệnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Anh tỷ không cần khách khí, ta nhìn nơi này đúng lúc là Nhất Tuyến Thiên khu vực biên giới. Khoảng cách Yến Thành vừa vặn không xa, một hồi ta đem các ngươi đưa về Yến Thành, ta liền rời đi. Giang Trần nói ra, hắn đã xem xét một phen địa hình, nơi này khoảng cách Yến Thành chỉ có mấy ngàn bên trong, chính dễ dàng đem Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh trước ăn đưa tại Yến Thành bên trong, sau đó hắn chuyên tâm trở về Nhất Tuyến Thiên, nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái đại sự gì. Giang đại ca, Yến Khuynh Thành muốn nói điều gì, lại muốn nói lại thôi, chính mình lần này rời đi Yến Thành, chính là vì qua tìm Giang Trần. Không nghĩ tới bây giờ Kabuto một vòng, lại trở lại khởi điểm, tốt một chút là, chính mình xác thực cùng Giang Trần lại phát sinh gặp nhau. Khuynh Thành, lưu tại Yến Thành hảo hảo tu luyện, Nhất Tuyến Thiên bên kia ta cửu địch quá nhiều, ngươi bây giờ đi qua, đối ngươi không có chỗ tốt gì, chờ ta đem sự tình đều giải quyết về sau, an bài cho ngươi một cái tốt tu luyện tràng sở. Giang Trần vỗ vỗ Yến Khuynh Thành bả vai. Yến Khuynh Thành tâm tư hắn hiểu biết. Lần này Yến Khuynh Thành vì tìm kiếm mình bước vào tội ác Thâm Uyên suýt nữa mất mạng, đã để hắn có chút tự trách. Mà trước mặt tình thế cũng nhất định Yến Khuynh Thành vô pháp đi theo chính mình muốn làm sự tình thực sự quá nhiều, mà lại vô luận là Nhất Tuyến Thiên vẫn là tội ác Thâm Uyên, đều rất hung hiểm, Giang Trần cửu địch quá nhiều, Nhất Tuyến Thiên bên kia vốn là đã hoàn toàn đắc tội Huyền Dương Tông, Huyền Dương Tông đã từng đối với mình hạ đạt tất sát lệnh.
Liền xem như hắn chỗ là Thiên Vân Các nội, Giang Trần cũng là phiền phức không ngừng, trước đó cũng là bởi vì diệt sát Khúc Nguyên, đắc tội đại trưởng lão Dương Thuật, mới bị Thiên Mạc Vân lấy tới tội ác thâm nguyên qua, mà Thiên Mạc Vân bản thân lại là Giang Trần mục tiêu địch nhân, cho nên vô luận tại Nhất Tuyến Thiên, vẫn là tại tội ác thâm nguyên, Giang Trần ngày cũng sẽ không bình tĩnh, dưới loại tình huống này a, mang theo Yến Khuynh Thành xác thực cũng là mang theo một cái vướng víu. Khuynh Thành biết, đã như vậy, Giang đại ca chính ngươi hành sự cẩn thận một chút. Yến Khuynh Thành gật gật đầu, nàng cũng là người thông minh, rất minh bạch chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, càng thêm biết Giang Trần là một cái muốn làm đại sự, chính mình theo bên người xác thực không thích hợp. Sau đó, Giang Trần đem Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Anh đưa đến Yến Thành bên ngoài, sau đó liền trực tiếp rời đi, lần này trở về Nhất Tuyến Thiên, chính là vì đại thiên cơ thuật suy tính ra sự tình, hắn nhất định phải trước tiên thăm dò rõ ràng là cái đại sự gì mới được. Chạy như bay tại vân vụ ở giữa, nhìn phía dưới còn như ánh sáng lui lại núi non sông suối, Giang Trần có phần có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, khóe miệng của hắn tràn ra mỉm cười. Thiên Mạc Vân, Dương Thuật, tự coi như các ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ta lại nhanh như vậy tự từ tội ác thâm nguyên đi tới đi. Giang Trần thì thào nói ra, lấy tội ác thâm nguyên bên trong tình huống, bất kỳ người nào tiến vào bên trong, trên cơ bản đều không có đi ra khỏi đến khả năng, huống chi hắn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi. Thiên Mạc Vân lúc trước muốn đem Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên thời điểm, Dương Thuật bản thân một chút cũng không có phản đối, nói rõ bọn họ đối tội ác thâm nguyên vẫn còn có chút hiểu biết, nhận định chính mình chỉ cần đi vào tội ác thâm nguyên, căn bản không có bất luận cái gì khả năng từ đó sống mà đi ra lai. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng Giang Trần lại sáng tạo một cái kỳ tích, lấy thời gian ngắn nhất đạt được tốt đẹp nhất chỗ, thành công kết giao đến tội ác chi chủ, càng là thành công từ tội ác thâm nguyên đi tới. Vân Vũ Thành, Giang Trần lại tới đây, phiêu đáng tại Vân Vũ Thành trên không, Giang Trần đã phát giác được Phó Vi khí tức, lúc trước hắn tập kích Huyền Dương Tông khoáng sơn về sau, bị Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh, cũng là đi tới nơi này Vân Vũ Thành cùng Phó Huy kết giao, sau đó dựa vào Phó Huy quan hệ tiến vào Thiên Vân Các. Đối với Phó Huy, Giang Trần cho tới nay đều muốn xem như bằng hữu đối đãi, dù sao Phó Huy cũng giúp mình không ít việc. Phó Huy gia hỏa này thế nhưng là vạn sự thông, bây giờ hắn tại trong thành, ta vừa vặn qua đi hỏi một chút hắn có cái đại sự gì phát sinh. Giang Trần thầm nghĩ, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía dưới Vân Vũ Thành bay đi. Phó Huy giỏi về kết giao, tại Thiên Vân Các nội môn lăn lộn cũng xem là tốt, lúc trước hắn cũng là ở chỗ này nghe được Hạng Nhất Bát Tiên cùng tái sinh liên tin tức, mới thành công đạt được tái sinh liên, trợ giúp Hàn Diễn chữa trị cánh tay. Trong phủ thành chủ, một gian hết sức yêu nhã gian phòng bên trong, Phó Huy chính dù bận vẫn ung dung uống một mình tự uống, ngày qua rất hài lòng. Hô hô! Đột nhiên, một trận gió đem cửa phòng cho thổi ra, một bóng người còn như quỷ mị bay vào đến, về sau cửa phòng tự động đóng. Người nào? Phó Huy linh cơ nhất động, bỗng từ trên chỗ ngồi làm, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, hắn hiện tại là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, tại cái này Vân Vũ Thành, cũng coi là rất khó đến, nhưng có thể siêu việt hắn cảm giác, vô thành vô tức xuất hiện trong phòng, tu vi khẳng định ở trên hắn, cái này khiến Phó Huy làm sao không chấn kinh. Phó huynh tốt nhàn tình nhã chi a? Giang Trần cười ha ha. Phó Huy cái này mới nhìn rõ ràng người tới, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Giang Trần. Phó Huy không có cách nào không khiếp sợ, Giang Trần bị Thiên Mạc Vân tự mình mang đến tội ác thâm nguyên sự tình bây giờ tất cả mọi người biết, không đơn thuần là Thiên Vân Các, toàn bộ Nhất Tuyến Thiên không ai không biết, cho dù là thế lực đối địch Huyền Dương Tông đều biết. Tin tức này sau khi ra ngoài, tất cả mọi người tại vì Giang Trần tiếc hận, một cái thiên phú nắm nhiên thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, cái này bản thân liền là một kiện rất đáng tiếc sự tình, mà lại tại tin tức này truyền bá ra ngoài về sau, Huyền Dương Tông tự lập tức triệt tiêu đối Giang Trần tất sát lệnh, theo bọn hắn nghĩ, Thiên Mạc Vân cách làm đã cho bọn hắn Huyền Dương Tông báo thù, tiến vào tội ác thâm nguyên, cùng tử vong bản thân cũng tự không hề khác gì nhau. Phó huynh lúc này mới hơn một tháng không thấy, tự không biết. Giang Trần cười ha ha, sau đó cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy trên bàn tự uống một mình đứng lên. Phó Huy rốt cục kịp phản ứng, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Giang huynh, ngươi không phải đi tội ác thâm nguyên sao? Chẳng lẽ ngươi từ tội ác thâm nguyên trở về? Phó Huy vẫn như cũ không thể tin tưởng, có thể từ tội ác thâm nguyên loại địa phương kia sống mà đi ra lai, đó là dạng gì một loại khái niệm? Không sai, ta trở về, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta. Giang Trần nhún nhún vai. Ta thiên A, ngươi vậy mà thật từ nơi đó đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong, trời ạ, ngươi lại sáng tạo một cái kỳ tích A.
Phó Huy chấn kinh không thể tự kiềm chế, hắn tin tưởng Giang Trần từ tội ác thâm nguyên nội bộ thành công đi tới tin tức một khi thả ra, tại Nhất Tuyến Thiên lại là một quả bom tấn, tuyệt đối có thể qua nhấc lên sóng to gió lớn. Càng thêm để Phó Huy chấn kinh là, Giang Trần giờ phút này tu vi đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ, so lúc rời đi đời không biết cường đại đến mức nào, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, bất quá cuối cùng Phó Huy bất đắc dĩ thổn thức một tiếng, đối với dạng này một cái đồ biến thái thiên tài, hắn thực sự cũng không biết nói cái gì, đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nam nhân, tựa hồ tại Giang Trần trên thân, không có cái gì là không thể nào phát sinh. Liền tội ác thâm nguyên cũng có thể trở thành công đi tới, trên cái thế giới này còn có cái gì là Giang Trần làm không được đây? Phó huynh, Nhất Tuyến Thiên có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh, ta mới vừa từ tội ác thâm nguyên trở về, chính là vì đại sự này trở về. Giang Trần trực tiếp mở miệng hỏi, hắn tin tưởng Nhất Tuyến Thiên nếu có đại sự muốn phát sinh, Phó Huy khẳng định sẽ biết. Ai, không hổ là thiên cơ tử trưởng lão nhìn chúng người, liền Nhất Tuyến Thiên muốn phát sinh đại sự đều phán đoán ra, Giang huynh, trừ bồi phục, ta Phó Huy tựa hồ cái gì đều làm không được. Phó Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Phó Huy không có cách nào không bồi phục, khi biết Giang Trần bị Thiên Mạc Vân đánh vào tội ác thâm nguyên thời điểm, hắn tiếc hận thật lâu, bản thân cũng đã nhận định Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, mấy ngày này tâm tình mới khôi phục lại, hôm nay đã thấy đến Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại từ tội ác thâm nguyên nội đi tới. Bản thân cái này đã là một cái kỳ tích, hiện tại Giang Trần còn có thể không cần đoán cũng biết, đoán được Nhất Tuyến Thiên có đại sự muốn phát sinh, như thế biến thái, thực sự không phải người. Cũng may Phó Huy cũng đã không phải là ngày đầu tiên nhận biết Giang Trần, biết cái này bản thân liền là một cái kỳ nhân, cho nên rất nhanh từ chấn kinh ở trong khôi phục lại. Giang huynh ngươi trở về vừa vặn, Nhất Tuyến Thiên thật có đại sự muốn phát sinh, trước đây không lâu, có cao thủ tại Nhất Tuyến Thiên một mảnh trong hoang mạch tìm tới một tòa cổ mộ, cái này cổ mộ tự thành không gian, chí ít cũng là một vị tiên vương cao thủ lưu lại, thiên cơ tử trưởng lão tự mình thôi toán qua, cái này cổ mộ chính là một tòa bảo tàng, bên trong kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đối với Nhất Tuyến Thiên bốn đại thế lực thế hệ tuổi trẻ tới nói, là một cái khó được cơ hội tốt, cho nên bốn đại thế lực quyết định ngày mai mở ra cổ mộ. Để các đại thế lực nhân vật thiên tài tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Phó Huy mở miệng nói ra, đem Nhất Tuyến Thiên tránh thức muốn phát sinh đại sự cho nói một lần, chuyện này đã tại Nhất Tuyến Thiên náo xôn xao, bản thân cũng không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, Giang Trần đi đến đường lớn thượng tùy tiện giữ chặt một người hỏi một chút, liền có thể biết được. Cổ mộ. Giang Trần trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, xem ra chính mình lần này thật không có uổng công đến, lần này cổ mộ chuyến đi, đối với Nhất Tuyến Thiên tuổi trẻ thiên tài tới nói, là một cái cơ hội, đối với hắn Giang Trần tới nói, càng là một cái không nhỏ thời cơ, đã sư phụ hắn đều tự mình thôi toán qua, này trong lòng của hắn liền càng thêm có phổ. Không sai, cũng là một tòa cổ mộ, bất quá bên trong tình huống như thế nào, không có ai biết, cái này cổ mộ rất có thể là nhất tôn cường đại tiên vương lưu lại. Cũng có thể là hắn tồn tại, dù sao không đơn giản chính là, bên trong tuy tràn ngập kỳ ngộ cùng chỗ tốt, nhưng đoán chừng đồng dạng tràn ngập hung hiểm, cổ mộ ngày mai vừa vặn mở ra, Giang huynh hẳn là sẽ không bỏ lỡ đi. Phó Huy vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, ta lần này vội vã gấp trở về, mục đích cũng là vì chuyện này, không biết lần này tiến vào trong cổ mộ đều là ai. Giang Trần Hiếu Kỳ hỏi, lần này cổ mộ chi hành đặc biệt nhằm vào bốn đại thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Còn có một số tán tu còn là có tư cách tiến vào bên trong, bốn đại thế lực cũng không có đem cổ mộ cho hoàn toàn khống chế lại, tiến vào nhiều người, đối với bốn đại thế lực thiên tài cũng là một loại khó được lịch luyện, không ít nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm đều sẽ tiến vào bên trong, đúng, bốn đại thế lực bên trong có một ít cực kỳ khủng bố nhân vật thiên tài, bọn họ vượt qua đệ tử hạch tâm phạm vi, là lợi hại nhất chân truyền đệ tử, tu vi đã đạt tới nửa bước kim tiên, thậm chí còn có chính thức kim tiên thiên tài, mà lại lần này cổ mộ chuyến đi, các đại thế lực cao tầng khẳng định cũng có tham dự bên trong, chính thức kim tiên cao thủ tiến vào bên trong cũng không ngoại lệ. Phó Huy nói ra, hắn tin tức so sánh tinh thông, biết cũng là so khá tỉ mỉ một chút. Kim tiên cao thủ sao? Xem ra lần này cổ mộ chi hành nhất định sẽ không bình tĩnh, bất quá dạng này tốt nhất, nếu như quá bình tĩnh, phản mà không có ý gì. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nếu như là trước đó, đối với kim tiên cao thủ, hắn khả năng còn sẽ có chút e ngại. Dù sao ở giữa chênh lệch quá lớn, nhưng là hiện tại, hắn tu vi đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ, cho dù khoảng cách nửa bước thần tiên, cũng không phải rất xa xôi, chỉ cần tại trong cổ mộ đạt được một chút chỗ tốt, tùy thời có khả năng tấn thăng nửa bước thần tiên, đến lúc đó trực tiếp diệt sát nửa bước kim tiên đều không là vấn đề. Nhất Tuyến Thiên vũng nước này, cũng cần phải bị quấy đục,
Lần này Cổ Mộ Chi Hành đã Giang Trần trở về, vậy liền nhất định sẽ không bình tĩnh. Bất quá Giang Trần, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao Huyền Dương Tông vẫn luôn đem ngươi trở thành muốn chết địch, nếu như gặp phải ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại bốn đại thế lực ở giữa bản thân quan hệ cũng không dễ, đến Cổ Mộ ở trong chém giết lẫn nhau tranh đấu tình huống chịu cũng ít không được, đến lúc đó ngươi khẳng định phải lại muốn thành vì nhân vật tiêu điểm. Phó Huy nói ra, điểm này trên cơ bản là có thể khẳng định, lấy Giang Trần hiện tại nhất tuyến thiên thân phận, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều muốn trở thành một cái tiêu điểm, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Không sao, ta bản thân cũng không có tính toán ẩn tàng, ta tiến vào Cổ Mộ, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là cho thỏa đáng chỗ, người nào ngăn cản ta, này liền là chết, người nào chọc ta, cũng là chết. Giang Trần khí thế chấn động, nhàn nhạt vương giả chi uy tựa bốn phía ra, đó là trời sinh vương giả khí tức, là thường nhân chỗ không cách nào so sánh. Đó là đương nhiên, Giang huynh thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Phó Huy thần sắc chấn động, đối với Giang Trần cuồng vọng, hắn không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí lời như vậy từ Giang Trần trong miệng nói ra tựa biến thành đương nhiên, mà không có nửa điểm cuồng vọng thành phần ở bên trong. Đối Giang huynh, ngươi đã trở về, muốn hay không trở về tông môn một chuyến, cùng trong tông môn thiên tài ngày mai cùng một chỗ tiến vào trong Cổ Mộ. Phó Huy hỏi, không cần, chính ta có biện pháp tiến vào bên trong, ta trở về tin tức, ngươi không muốn cho bất luận kẻ nào nói, dạng này sẽ đối với ta tạo thành nhất định phiền phức. Giang Trần dặn dò, chính như Phó Huy nói như thế, hắn địch quá nhiều người, Huyền Dương Tông xem hắn là đại địch, nếu như hắn nghênh ngang đi vào Cổ Mộ, chỉ sợ sau khi tiến vào lập tức liền là vô tận phiền phức. Giang Trần không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái cho mình, dù sao hắn tiến vào Cổ Mộ không phải vì phiền phức qua. Điểm ấy ta minh bạch, yên tâm đi. Phó Huy gật gật đầu, hắn không phải người ngu, cũng là một người thông minh, tự nhiên minh bạch Giang Trần lo lắng. Giang Trần tại Vân Vũ Thành đợi một ngày, hôm sau sáng sớm, liền cùng Phó Huy cùng một chỗ tiến về này phiến hoang mạch, tại ở gần hoang mạch thời điểm, Giang Trần thoát ly Phó Huy, đơn độc hành động, có Tổ Long Tháp trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức tiến vào trong Cổ Mộ. Hôm nay là Cổ Mộ mở ra ngày, sáng sớm nơi này chính là người đông tấp nập, ba tầng trong ba tầng ngoài, trừ bốn đại thế lực cao thủ bên ngoài, còn có đại lượng tán tu, vô luận là tại Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là tại tiên giới, tán tu thực đều rất lợi hại không dễ dàng, bản thân tài nguyên tu luyện tự thiếu thốn, cùng những siêu cấp đại thế lực đó so không nổi, cho nên bình thường gặp được cái gì di tích bại lộ các loại mở ra thời điểm, tán tu thường thường là vội vàng nhất, cho dù lịch luyện tràn ngập hung hiểm. Tùy thời có mất mạng nguy hiểm, bọn họ cũng là nghĩa vô phản cố, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, dạng này thời cơ thực sự quá hiếm có, cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi đạt được đại kỳ ngộ, liền có khả năng nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người, dạng này thời cơ không có người không được chân quý, tán tu quý giá nhất. Trừ đại lượng tán tu bên ngoài, bốn đại thế lực người cơ hồ đều người mặc riêng phần mình đồng dạng phục sức, đứng tại bốn cái phương vị khác nhau, mỗi một cái bốn đại thế lực bên trong tuổi trẻ thiên tài đều vênh vang đắc ý, trên mặt che kín kiêu ngạo, bọn họ đều có kiêu ngạo tư bản, bọn họ đều là thiên tài, so với cùng cấp bậc người, bọn họ có ưu thế cực lớn. Đến nhiều như vậy tán tu, thật sự là không có gì hay, cái này Cổ Mộ thế nhưng là chúng ta bốn đại thế lực cao thủ phát hiện, theo nói hẳn là đem phong bế, chuyên môn cho chúng ta mở ra mới đúng, tiểu tiểu tán tu cũng muốn đến phân một muỗng canh, cũng không được ước lượng đo một cái chính mình phân lượng. Cũng không thể nói như vậy, bốn đại thế lực thân là nhất tuyến thiên đỉnh phong chỗ, có được không gì sánh kịp địa vị, cũng là muốn xuất ra một chút khí độ đến, mà lại, coi như để những tán tu này đi vào, bọn họ còn có thể cùng chúng ta cạnh tranh sao? Không sai, dạng này lộ ra cho chúng ta rộng lượng, coi như để những tán tu kia tiến vào bên trong, nhìn thấy chúng ta còn không phải muốn cách xa xa, chúng ta coi trọng đồ vật, bọn họ cũng không dám chạm thử. Bốn đại thế lực thiên tài đệ tử thực sự rất kiêu ngạo, cảm giác ưu việt siêu cường, hoàn toàn không đem tán tu để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, bốn đại thế lực cho phép đại lượng tán tu tiến vào bên trong, đối với những tán tu này tới nói, bản thân liền là một loại ban ơn, bọn họ đều hẳn là mang ơn. Đồng dạng, đại bộ phận tán tu cũng đều có tự mình hiểu lấy, dưới tình huống bình thường cũng không dám qua trêu chọc bốn đại thế lực các thiên tài, bởi vì chọc bọn hắn, cùng muốn chết trên cơ bản không hề khác gì nhau, dù sao không phải mỗi người đều là Giang Trần. Bốn đại thế lực đến nhân vật thiên tài thực sự không ít, từ thiên tiên cấp bậc nội môn đệ tử, đến thần tiên cấp bậc ngoại môn đệ tử, nhiều vô số kể, còn có 10 cái nửa bước kim tiên cấp bậc thiên tài, bọn họ đứng tại các đại thế lực trung gian, lộ ra đặc biệt được độc lập, hạc giữa bầy gà. Bọn họ con mắt đều nhanh bay tới trên đầu qua, điển hình mắt cao hơn đỉnh, dạng này tuyệt thế thiên tài, tại bốn đại thế lực bên trong đều là đặc thù bồi dưỡng người yêu,
đều là trọng điểm nhân vật, mỗi một cái trong tay đều có cường đại thủ đoạn. Mặc dù chỉ là nửa bước kim tiên, nhưng chiến lược chân chính, đã trực tiếp kim tiên sơ kỳ cao thủ, coi như cùng kim tiên sơ kỳ cao thủ đối chiến, cũng không thua bao nhiêu, cho nên bọn họ mới thật sự là có tư bản nhân vật, để cho người ta e ngại. Về phần chính thức kim tiên cao thủ, Giang Trần còn không nhìn thấy, hắn thấy, cho dù lần này có chính thức kim tiên cao thủ tiến vào bên trong, cũng sẽ không cùng những người trước mắt này cùng một chỗ, bọn họ thân phận tôn quý, là khinh thường Vu Hòa người khác cùng nhau xuất nhập. Vị huynh đài này, người đều đến không sai biệt lắm, cái này cổ mộ đại môn làm sao còn chưa mở ra. Giang Trần đối bên cạnh một cái tán tu hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi còn không biết à, nghe nói cái này cổ mộ đại môn có cấm chế lợi hại phong tỏa, nhất định phải chờ bốn đại thế lực cao thủ đến hợp lực mở ra cấm chế, mới có thể mở ra cổ mộ đại môn. Tán tu kia nói ra. Thì ra là thế. Giang Trần giận mình, hắn sau đó chậm rãi phóng xuất ra linh hồn chi lực, tại đại diễn luyện hồn thuật chính xác cảm giác xuống, rất nhanh liền chạm tới cổ mộ đại môn. Tại Giang Trần cảm giác bên trong, cái này cổ lão môn hộ tràn ngập tang thương khí tức, chừng cao 2-3 trượng độ, đại trên cửa che kín sặc sỡ dấu vết, biểu hiện cái này cổ mộ tồn tại xa xưa. Môn hộ bên ngoài thật có lấy một tầng cấm chế, theo Giang Trần, cấm chế này bởi vì thời gian xa xưa, đã nhanh muốn chính mình sụp đổ, sớm đã không có lúc trước uy lực. Xem ra cái này cổ mộ xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lưu lại đến điểm này cấm chế, liền cần nhất tuyến thiên tất cả cao thủ hợp lực mới có thể phá mất, toàn thịnh thời kỳ không biết lợi hại đến mức nào, chỉ sợ cái này cổ mộ tuyệt đối không phải tiên vương lưu lại đơn giản như vậy. Giang Trần thầm nghĩ, tâm lý dù sao cũng hơi giận mình, cấm chế tồn tại, cùng cổ mộ thời gian cổ lão, để Giang Trần cảm thấy hết thảy đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đồng dạng, tràn ngập cảm giác thần bí cổ mộ, cũng tránh thức câu lên Giang Trần hứng thú. Phó Huy hiện tại đã dung nhập vào thiên vân các nội môn đệ tử trận doanh bên trong, hắn nhìn khắp bốn phía, cũng căn bản tìm không thấy Giang Trần bất kỳ tung tích nào, không phát hiện được Giang Trần bất kỳ khí tức gì. Phó Huy nhìn không được cười cười, loại tình huống này lúc đầu cũng tại hắn trong dự liệu, lấy Giang Trần thủ đoạn, nếu quả thật muốn ẩn tàng, bình thường người thật đúng là phát hiện không được. Không bao lâu, mấy đạo mạnh mẽ hết sức khí tức từ phương vị khác nhau chạy như bay tới, người đến hết thảy 8 người, chính là hạng nhất bát tiên. Tại nhất tuyến thiên, hạng nhất bát tiên danh khí vậy liền đại biểu cho đỉnh phong, đại biểu cho cao quý, đại biểu cho không được xâm phạm cùng siêu việt. Hạng nhất bát tiên thực sự quá lợi hại, nửa bước tiên vương A, loại kia tu vi, ta đợi đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đạt tới. Bọn họ là nhất tuyến thiên đỉnh phong chỗ, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh cùng nhau. Hạng nhất bát tiên đã đến, cổ mộ đại môn sắp bị mở ra, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái này trong cổ mộ tuy có vô cùng đại kỳ ngộ, nhưng đồng dạng cũng là hung hiểm hết sức, chúng ta tiến vào bên trong, nhất định phải vạn phần cẩn thận, khác lấy tới sau cùng chỗ tốt không có đạt được, ngược lại đem tánh mạng cho góp đi vào, vậy liền tính không ra. Rất nhiều tán tu bắt đầu nghị luận, mặc dù là tán tu, nhưng bọn hắn có thể đều không phải người ngu, biết cái này trong cổ mộ tồn tại không đơn giản có chỗ tốt, càng nhiều là hung hiểm, trong cổ mộ bộ bản thân hung hiểm liền không nói, vẹn vẹn cùng bốn đại thế lực các thiên tài tranh đoạt tư nguyên, cũng là một kiện hung hiểm vô cùng sự tình. Giang Trần ánh mắt, rơi tại Thiên Mạc Vân trên thân, trong lòng nhất thời nhịn không được một nắm. Thiên Mạc Vân không hổ là đệ nhất thiên tài, mới đi qua hơn một tháng thời gian, hắn tu vi vậy mà lần nữa có đề bạt, khoảng cách chính thức tiên vương đã cách xa một bước, theo cứ theo đà này, tấn thăng chính thức tiên vương, cũng trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình, xem ra ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, rút ngắn cùng Thiên Mạc Vân ở giữa chênh lệch. Giang Trần thầm nghĩ, tâm hắn nghĩ kín đáo, tinh thông đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật, nhãn lực tự nhiên là hết sức độc đáo, Thiên Mạc Vân sâu cạn người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Giang Trần lại có thể nhìn rõ ràng, đây là một cái hết sức khủng bố nhân vật thiên tài, có thể thấy được lúc trước Âu Dương Hạc nhãn quang vẫn là vô cùng độc ác, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Mạc Vân sớm muộn muốn tấn thăng tiên vương, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu. Lấy Thiên Mạc Vân tính cách cùng dã tâm, một khi tấn thăng tiên vương, cũng liền biểu thị nhất tuyến thiên muốn hoàn toàn đại loạn. Lần này trở về gặp đến Thiên Mạc Vân, để Giang Trần tâm lý càng thêm có một tia áp lực, bức thiết muốn tăng lên thực lực mình. Mà tại Giang Trần quan sát Thiên Mạc Vân thời điểm, Thiên Mạc Vân giống như cũng có cảm giác biết rõ một dạng, sắc bén ánh mắt xoát một chút hướng về Giang Trần nhìn bên này đến, Giang Trần không nghĩ tới Thiên Mạc Vân cảm chi lực cũng nhạy cảm như thế, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng tế ra tổ long tháp khí tức, đem chính mình hoàn mỹ ẩn tàng trong đám người, để Thiên Mạc Vân không phát hiện được mảy may khí tức. Thiên Mạc Vân ánh mắt càn quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhìn không được nhíu lên không có, giống như hắn nhân vật như vậy,
sẽ rất ít xuất hiện cảm giác thượng sai lầm, nhưng bây giờ hắn xác thực không có cái gì cảm giác được. Thiên trưởng môn, đã người đã đến đông đủ, vậy chúng ta tự liên hợp xuất thủ, phá mất cái này cổ mộ bên ngoài cấm chế, sau đó để đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Vân gia tộc trưởng Vân Trung Hạc mở miệng nói ra, hắn không hỏi người khác, mà chính là trực tiếp hỏi Thiên Mạc Vân, có thể thấy được trong lòng hắn, đối Thiên Mạc Vân vẫn là hết sức quan tâm, trên thực tế, lấy Thiên Mạc Vân trong hai năm này biểu hiện, còn có thực lực bây giờ, đã ẩn ẩn để đối thủ của hắn cảm nhận được một tia áp lực. Tại Vân gia, Hoàng Phủ gia cùng Huyền Dương Tông tâm lý, Thiên Mạc Vân địa vị, đã mơ hồ siêu từng lúc trước Âu Dương Hạc. Ân, hiện tại bắt đầu đi. Thiên Mạc Vân gật gật đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, dẫn đầu hướng về cổ mộ đại môn phương hướng bay đi, Ngự Phong đạo nhân theo sát về sau, mặt khác tam đại thế lực cao thủ cũng theo sau. Đây đại khái là hạng nhất bát tiên lần đầu tiên liên hợp, bất quá cũng đều là vì chung nhau lợi ích, ai cũng biết, đối với một cái môn phái tới nói, tuổi trẻ thiên tài cũng là tương lai hy vọng, Thiên Mạc Vân cũng là một cái rất tốt ví dụ, Thiên Mạc Vân cũng là từng bước một theo trời mới đi tới, nếu như không phải Thiên Mạc Vân, Âu Dương Hạc sau khi chết, Thiên Vân Các trên cơ bản cũng liền đổ, vẹn vẹn một cái Ngự Phong đạo nhân căn bản chống đỡ không nổi, to như vậy một cái môn phái, chẳng mấy chốc sẽ bị mặt khác tam đại thế lực nuốt chửng lấy mất. Hạng nhất bát tiên liên hợp xuất thủ, đánh ra năng lượng cường đại, còn có các loại huyền ảo cấm chế, bọn họ đều là nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc, tuy còn không có hoàn toàn trưởng khống không gian chi lực, nhưng đối với không gian pháp tắc tốt xấu cũng đã có một điểm hiểu biết, xem như nửa chân đạp đến nhập tiên vương tồn tại. Tại hạng nhất bát tiên liên hợp phía dưới, đã nhiều lần lâm sụp đổ cấm chế rất nhanh liền bị phá mất, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Ken két. Cổ lão đại môn, vết gì loang lổ, từ từ mở ra, phát ra chói tai ken két tiếng vang, đại môn này đã không biết bao lâu chưa từng mở ra, hiện tại mở ra, lộ ra rất là khó khăn. Đại môn soạt soạt thanh âm cho dù đứng rất xa đều có thể nghe rõ ràng, có người thậm chí đã cảm nhận được từ trong cổ mộ bộ phiêu đáng đi ra hủ hủ chi khí. Hạng nhất bát tiên ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm cổ mộ đại môn, tại đại cửa bị mở ra về sau, Hoàng Phủ Quần đột nhiên nhăn đầu lông mày. Không thích hợp. Hoàng Phủ Quần nói ra. Làm sao? Vân Trung Long hỏi. Bên ngoài cấm chế tuy bị phá ra, nhưng bên trong còn có một đạo ẩn hình cấm chế này cũng không có bị mở ra, nhưng lại chân thực tồn tại. Hoàng Phủ Quần nói ra, hạng nhất bát tiên ở trong tiểu số hắn đối với trận pháp nghiên cứu tương đối sâu nhập, mặt khác bảy người đều không có phát giác được, bất quá đi qua Hoàng Phủ Quần một nhắc nhở như vậy, người khác cũng liền bận bịu vận chuyển thần niệm nhìn lại, quả nhiên phát giác được cổ mộ sau cửa lớn có nhàn nhạt cấm chế khí tức. Cấm chế này cảm giác giống như chết một dạng, căn bản không có bị mở ra. Thiên Mạc Vân nói ra. Ta đến tra nhìn một chút. Hoàng Phủ Quần đi ra phía trước, lấy hắn tại trận pháp nhất đạo nhiều năm kinh nghiệm, rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Như thế nào? Hoàng Phủ Diệu Thiên hỏi. Cấm chế này so vừa rồi cái kia còn kinh khủng hơn. Hiện tại mặc dù không có bị mở ra, nhưng cổ mộ đại cửa bị mở ra trong nháy mắt đó, cấm chế này liền đã bị xúc động, dựa theo ta dự tính, cấm chế khả năng 7 ngày sau hội hoàn toàn mở ra, đến lúc đó cổ mộ đại môn hội tự động đóng, nói cách khác, tiến vào trong cổ mộ người, chỉ có 7 ngày thời gian, nếu như 7 ngày sau ra không được, liền có thể bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Hoàng Phủ Quần nói ra, 7 ngày sau đó chúng ta như cũ có thể liên thủ phá mất cấm chế này. Độc Cô Thắng ngạo mạn nói ra, khó mà nói, vạn nhất không phá nổi, cũng không phải đùa giỡn, cho nên chúng ta vẫn là đem thời gian quy định một chút, để đi vào người trong 7 ngày nhất định phải đi tới, 7 ngày thời gian, đối với một trận lịch luyện tới nói, cũng đã đầy đủ. Hoàng Phủ Quần lắc đầu nói ra, xem ra cũng chỉ có dạng này. Vân Trung Long gật đầu, cảm thấy Hoàng Phủ Quần nói vẫn là có đạo lý, dù sao bọn họ không thể bắt bọn hắn phía dưới tuổi trẻ thiên tài tánh mạng nói đùa, phải biết lần này tiến vào trong cổ mộ nhân số lượng quá nhiều. Nếu là tính cả tán tu, cái kia chính là ngàn vạn người, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Sau đó, hạng nhất bát tiên trở lại riêng phần mình trận doanh bên trong, bắt đầu an bài. Thiên Vân Các sở hữu tiến vào cổ mộ người nghe, cổ mộ mở ra thời gian là 7 ngày, chỗ lấy các ngươi trong 7 ngày nhất định phải từ bên trong đi tới, không thì, cổ mộ đại môn liền sẽ một lần nữa quan bế, các ngươi có khả năng vĩnh cửu bị nhốt ở bên trong. Ngự Phong đạo nhân lớn tiếng an bài nói. Xem ra cái này cổ mộ không tầm thường a, lại còn có thể tự động đóng. 7 ngày thời gian cũng đã không ngắn, chúng ta tận khả năng đạt được chỗ tốt, ta hiện tại tu vi đã đạt tới nửa bước thần tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thần tiên, đến lúc đó tựu có thể trở thành cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm, hy vọng lần này cổ mộ chi hành sau khi đi ra, có thể tấn thăng thần tiên.
Không sai, đây là một lần khó được lịch luyện thời cơ, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, chỉ có 7 ngày thời gian, chúng ta nhưng phải đem thời gian coi là tốt, không nên bị nhốt ở bên trong ra không được. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, đối với Cổ Mộ chỉ mở ra 7 ngày thời gian, là tất cả mọi người ngay từ đầu không nghĩ tới, nhưng 7 ngày lịch luyện thời gian cũng là có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, mặt khác tam đại thế lực cũng đã được an bài thỏa đáng, bởi vì các đại thế lực cao thủ thanh âm bản thân cũng không có che giấu, cho nên ở đây sở hữu tán tu cũng nghe rõ ràng, 7 ngày thời gian, nhất định khiến cho lần này Cổ Mộ chi hành cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đi, ta cái thứ nhất đi vào trước không thiệt thòi, nói không chừng có thể cái thứ nhất đạt được chỗ tốt. Có người hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Cổ Mộ đại môn bay đi, có cái thứ nhất dẫn đầu, tiếp xuống cũng là hô nhau mà lên. Bốn đại thế lực tuổi trẻ thiên tài còn như là nước chảy hướng về Cổ Mộ trong cửa lớn điên cuồng tràn vào, những tán tu kia cũng còn đứng đấy chờ lấy, bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết lúc này lớn nhất không nên cùng bốn đại thế lực thiên tài qua tranh đoạt, bởi vì bọn hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trước sau chỉ có 3 phút đồng hồ, bốn đại thế lực sở hữu nhân vật thiên tài đều một mạch tràn vào đến Cổ Mộ trong không gian, tiếp xuống cũng là các đại tán tu tranh nhau chen lấn đi vào, có người đỏ bừng hai mắt, sợ so người khác chậm một bước. Giang Trần lẫn trong đám người không thấy được, rất mau tới đến Cổ Mộ đại môn cửa, hắn thân thể tùy tiện rung động, liền trực tiếp tiến vào bên trong. Hả? Thiên Mạc Vân nhìn qua trước đó tiến vào trong Cổ Mộ bộ thân ảnh, đột nhiên khẽ di một tiếng, không biết vì sao, vừa rồi này một bóng người, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Không có khả năng, tiến vào tội ác thâm uyên, trên cơ bản không thể nào còn sống đi ra. Thiên Mạc Vân tự giễu cười một tiếng. Trên thực tế đối với Giang Trần sự tình, Thiên Mạc Vân trong lòng cũng là có một tia tiếc hận, bất kể nói thế nào, Giang Trần là một cái khoáng thế kỳ tài, nếu như lưu lại, đối khắp cả Thiên Vân Các tới nói, khẳng định là có chỗ tốt. Nhưng Thiên Mạc Vân tâm lý lại cũng không cần dạng này một thiên tài đến đặt vững Thiên Vân Các tương lai, Thiên Vân Các vận mệnh, nhất định đều muốn trưởng khống tại hắn một trong tay người, hắn một người gánh chịu sở hữu Thiên Vân Các hy vọng, mà lại mỗi một lần nhìn thấy Giang Trần, trong lòng của hắn đều sẽ có một loại không tốt cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại chân thực tồn tại. Đương nhiên, theo Thiên Mạc Vân, hắn vốn là không nghĩ lấy diệt trừ Giang Trần, hắn đưa ra để Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên xử phạt, mục đích cũng chỉ là vì dọa một chút Giang Trần, tìm cho mình một cái cảm giác ưu việt, nhưng Giang Trần lại trực tiếp đáp ứng, đây là Thiên Mạc Vân chỗ không nghĩ tới. Trong Cổ Mộ, khắp nơi đều là âm lãnh phong, nơi này thật giống như một cái mộ huyệt một dạng, tràn ngập ẩm ướt chi khí. Loại kia mục nát vị đạo bên trong còn kèm theo thi khí, cho người ta một loại vô cùng không tốt cảm giác. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này phiêu đáng thi khí có thể ăn mòn chúng ta. Có người mở miệng nói ra. Mà đối với Giang Trần tới nói, cái này âm lãnh thi khí tính ăn mòn, một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn huyết khí rất tràn đầy, hóa long quyết chính là những này vẻ lo lắng chi khí khắc tinh, cho dù thi khí tiến vào Giang Trần thể nội, lập tức liền bị hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, đây chính là Giang Trần ưu thế. Phía trước xuất hiện tốt nhiều thông đạo, hắc sắc đường khắp nơi đều là chỗ rẽ, trên đường phiêu đáng âm lãnh khí tức, đó là thi khí, cái này Cổ Mộ đã không biết tồn tại bao lâu thời gian, càng là vào bên trong, thi khí chỉ sợ cũng càng nặng. Bây giờ, những thông đạo này phía trên đi chậm người, tất cả mọi người tải hướng về trong Cổ Mộ xuất phát, có người lựa chọn mình muốn bước đi về sau, tự lập tức đi qua, dù sao Cổ Mộ mở ra chỉ có 7 ngày thời gian, vô luận là bốn đại thế lực thiên tài, vẫn là những tán tu kia, đều không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, một thân ảnh hướng về Giang Trần bên này gần lại gần, rất mau tới đến Giang Trần bên cạnh, không phải ai khác, chính là Phó Huy, hắn tiến đến tự thoát ly Thiên Vân Các trận doanh, chờ lấy Giang Trần. Phó Huy là một người thông minh, biết đi theo Giang Trần khẳng định là an toàn nhất. Giang Huynh, nơi này tốt nhiều thông đạo, ngươi xem chúng ta đi cái nào? Phó Huy hỏi. Nơi này sở hữu thông đạo cuối cùng đều sẽ thông hướng cùng một nơi, cái kia chính là trong Cổ Mộ chỗ. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, những thông đạo này mỗi một cái đều tràn ngập nguy hiểm, cho nên đối với chúng ta mà nói, đi cái nào đều là giống nhau. Giang Trần nói ra, hắn đã vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật xem xét một lần, những thông đạo này tràn ngập đồng dạng khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu thông đạo cuối cùng đều sẽ thông hướng cùng một nơi, cái kia chính là trong Cổ Mộ chỗ. Mà lại trên đường thi khí nồng đậm, nói rõ nơi này hẳn là tồn tại không ít tử vật, tại tử khí cùng thi khí tràn ngập địa phương. Sẽ sinh ra một chút lợi hại sinh vật, những sinh vật này, thường thường đều là cực kỳ khủng bố, có chút thậm chí có thể dựa vào nơi này hoàn cảnh một mực sinh tồn, căn bản đánh không chết, loại tình huống này Giang Trần cũng đã không phải lần đầu tiên gặp được. Đã đường đều là giống nhau, này liền rất tốt lựa chọn, hoặc là nói căn bản cũng không cần lựa chọn,
Giang Trần cùng Phó Huy tùy tiện tìm dựa vào sang bên đường, đi qua từ nơi này người tương đối ít, Giang Trần hiện tại cũng không muốn tham gia náo nhiệt, sở hữu tự lựa chọn một đầu tương đối thanh tĩnh đường. Trên đường người top 5 top 3, kết thành đồng bọn, rất nhiều tán tu đều tại kiến trước khi đến đều tìm bạn bè tốt, bọn họ không có bốn đại thế lực ưu thế, nhưng lại có chính mình phạm vi, liên minh đứng lên là lựa chọn tốt nhất, giữa lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau có cái như cũ. Trừ liên minh bên ngoài, tiến đến người giữa lẫn nhau cũng là có chút nhất định tâm phòng bị, sở hữu mọi người cũng không nguyện ý tới gần lẫn nhau, top 5 top 3 người cũng lẫn nhau ở giữa lưu vài chục trượng khoảng cách. Giang Trần cùng Phó Huy lên về sau, tốc độ so người khác phải nhanh một chút, giống như một trận âm phong một dạng phiêu đáng mà đi. Giang Huynh, bên trong thi khí càng lúc càng nồng nặc, còn có tử vong vị đạo, mà lại những này thi khí cùng tử khí đều có cực mạnh tính ăn mòn, để cho người ta rất khó chịu. Phó Huy nhíu mày nói ra, dạng này địa phương người nào đến đều sẽ phiền muộn, loại kia đáng sợ, là chân thật tồn tại, cũng không phải hư vô. Cẩn thận một chút, nơi này sẽ không bình tĩnh, ngươi nhìn nơi đó. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Phó Huy theo nhìn lại, chỉ thấy ven đường tùy tiện trưng bày một cỗ thây khô, cái này thây khô không biết đã tồn tại bao lâu, đã hoàn toàn hủ hóa, nhưng thây khô phía trên xuất hiện rất nhiều động, huyết nhục giống như là bị một loại nào đó lợi khí cho móc sạch một dạng, chết hết sức thê thảm. Đây là một loại nào đó sinh vật gây nên, chuyên ăn máu người thịt. Giang Trần nói ra. Nghe vậy, Phó Huy thần kinh trong nháy mắt tự kéo căng, thần niệm bốn phía ra, đối với cái này nhìn tương đối bình tĩnh đường, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bọn họ tại trên đường một mực hành tẩu mười mấy phút, đường giống như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng một dạng, đến trên đường thi khí cùng tử khí lại là càng thêm nồng đậm, những này thi khí chẳng những có thể ăn mòn nhân tiên khí cùng thân thể, thậm chí còn có thể ăn mòn tâm linh người. Một người thời gian dài ở trong môi trường này ở lâu, tâm lý liền sẽ sinh ra một loại sụp đổ tâm tình. A! À, đột nhiên, phía trước truyền ra một tiếng hét thảm, gọi tiếng xé rách bình tĩnh, dùng mình, từ tiếng kêu kia bên trong có thể nghe ra phát ra gọi tiếng người tiếp nhận vô cùng đại hoảng sợ cùng thống khổ. Cái này một tiếng hét thảm, trực tiếp kích thích sở hữu tại trên đường hành tẩu người, từng cái thần kinh kéo căng. A! À, không bao lâu, lại là một tiếng hét thảm từ tiền phương truyền ra, tại trống rỗng trong không gian hồi âm không ngừng. Phía trước chuyện gì phát sinh? Có người thụ không được, chửi ầm lên. Cạc cạc. Đúng lúc này, một trận rát gọi đột nhiên bằng bầu trời vang lên, chỉ nghe soạt tiếng vang, một chỉ không biết tên hắc sắc đại điểu đột nhiên bay ra ngoài, cái này đại điểu căn bản không biết từ này một cái phương hướng bay tới, giống như bản thân tự tồn tại ở giữa hư không, tùy thời có thể lấy đi ra công kích người. Đại tốc độ cùi bắp cực nhanh, hành động hết sức nhạy cảm, xuất hiện về sau, tự lập tức khóa chặt Giang Trần cùng Phó Huy, nhọn miệng trường dài đến một xích, để Giang Trần cùng Phó Huy nghĩ đến trước đó thi thể kia bị móc sạch bộ dáng. Hắc sắc đại điểu vụt sáng cánh, trong chớp mắt tự công kích đến Phó Huy phụ cận. Phó Huy không dám thất lễ, xoát một chút quất ra trường kiếm, một kiếm đem đại điểu chém thành hai khúc. Phó Huy dù sao cũng là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, lại là thiên vân các nội môn khó được thiên tài, bình thường tình huống còn có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng mà, diệt sát đại điểu về sau, Phó Huy còn chưa kịp kinh hỉ, chỉ thấy này bị chém thành hai khúc thân thể tự động bay lên, cấp tốc tổ hợp đến cùng một chỗ. Phục sinh. Phó Huy đại trừng mắt, quỷ dị như vậy tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Giác. Này Phó Huy đại điều lại một lần nữa hướng về Phó Huy trùng sát mà đi, khí thế cùng trước đó giống như đúc, lần này nhưng làm Phó Huy dọa cho hư, thân thể làm một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, hắn trải qua sinh tử chiến đấu cũng không ít. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế tràng cảnh. Không đợi Phó Huy xuất thủ, Giang Trần đã nhô ra một cái đại thủ, một mực đem đại điểu khống chế, mặc cho này đại điểu tại trong tay mình tán loạn, cũng căn bản trốn không thoát. Giang Trần biểu hiện phi thường bình tĩnh, bởi vì cái này cùng hắn suy đoán bên trong giống như đúc, tình huống như vậy bản thân hắn cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Đây là hắc thi quả, chuyên môn ăn máu người thịt, loại này thần vật là dựa vào lấy nơi này hoàn cảnh đản sinh ra. Chỉ cần nơi này thi khí cùng tử khí không hoàn toàn biến mất, hắc thi quả liền giết không chết, cho nên coi như ngươi giết nó 100 lần, cũng là tại làm chuyện vô ích. Nếu như ta đoán không sai, trong này hắc thi quả, số lượng khẳng định không ít, đây mới là kinh khủng nhất. Giang Trần nói ra, nương, tại sao có thể có kinh khủng như vậy sinh vật, nếu quả thật giết không chết, này đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là tận thế một y hệt. Phó Huy vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, vô pháp tiếp nhận trước mắt hiện thực này, đối với hắn mà nói, cái này quá kinh khủng, chưa từng có trải qua, lúc này không đơn thuần là hắn, phía sau có một đám tán tu đem tiền tràng cảnh để ở trong mắt, tận mắt nhìn thấy hắc thi quả phục sinh, loại kia âm u tràng cảnh,
để cho người ta dùng mình. Giờ phút này này hắc thi quả còn tại Giang Trần trong tay nhảy tưng, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào Giang Trần trên tay, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này đối hắc thi nha hiểu biết người trẻ tuổi, có cái gì đối phó loại này bất tử sinh vật phương pháp. Nhìn trong tay hắc thi quả, Giang Trần khóe miệng phản mà biểu lộ ra mỉm cười, cái này hắc thi quả cùng tội ác nhất tộc yêu ma bản chất tuy khác biệt, nhưng đối với tổ long tháp tới nói lại là đồng dạng, đều là chất dinh dưỡng, người khác giết không chết hắc thi quả, Giang Trần lại có thể nhẹ nhóm diệt sát đi bọn họ, bởi vì hắn căn bản không cho hắc thi quả phục sinh thời cơ, tại hắc thi quả bị diệt sát trong nháy mắt, tự lập tức lợi dụng tổ long tháp đem luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đột nhiên từ Giang Trần trong lòng bàn tay phun ra, này hắc thi quả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó thân thể trực tiếp vỡ nát tan rã, hóa thành tro bụi. Phó Huy trừng to mắt, lần này hắc thi quả vậy mà thật không có phục sinh, bị Giang Trần hời hợt tự cho hoàn toàn diệt sát, cảnh tượng này cùng vừa rồi hắc thi quả phục sinh đồng dạng để cho người ta rung động, Phó Huy trừng to mắt đã không thể tin được. Hảo lợi hại! Phía sau những tán tu kia cũng thấy rõ ràng, đối với Giang Trần loại này khủng bố thủ đoạn biểu hiện ra cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi, không có cách nào không khiếp sợ, trước đó vẫn không giết được bất tử sinh vật, đến Giang Trần trong tay, tựu theo diệt sát con kiến hôi một dạng nhẹ nhõm tùy ý. Giang huynh, ngươi thủ đoạn này thực sự quá kinh khủng. Phó Huy đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên. À, ngay tại Phó Huy vừa dứt lời, lại một lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết, bất quá lần này không phải từ phía trước, mà chính là từ phía sau, Giang Trần cùng Trần Huy quay đầu, liền thấy một cái tu sĩ bất ngờ không đề phòng, bị trong lúc vô hình xuất hiện hắc thi quả bén nhọn miệng trực tiếp xuyên thủng đầu, chết thảm tại chỗ, chết vô cùng thảm. Rầm rầm. Tiếp theo, liền nghe đến giữa hư không khắp nơi đều là rầm rầm tiếng vang, đó là cánh vỗ thanh âm, nghe rùng mình. Đại lượng hắc thi quả muốn xuất hiện. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn cùng người khác không giống nhau, người khác ở thời điểm này sẽ biết sợ, hội hoảng sợ, nhưng Giang Trần lại là hưng phấn cùng cao hứng, hắc thi quả hắn căn bản là không để trong lòng, cái đồ chơi này tự cùng tội ác nhất tộc yêu ma một dạng, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, toàn bộ đều là thượng đẳng chất dinh dưỡng. Cạc cạc, mảng lớn hắc thi quả xuất hiện, một mảnh đen kịt, giống như mây đen một dạng, áp bách người hô hấp đều có chút khó khăn. Toàn bộ trên đường lấy Giang Trần làm trung tâm chỉ ít hơn 10 dặm phạm vi, khắp nơi đều là hắc thi quả, hàng trăm hàng ngàn. A à, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ khác nhau địa phương vang lên, hiển nhiên những này hắc thi quả đã bắt đầu phát động công kích, mục tiêu chính là nơi này tu sĩ, một cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ còn đỡ một ít, đối với những thực lực đó bình thường tu sĩ tới nói, hắc thi quả tồn tại, đơn giản cũng là tai họa ngập đầu. Đây là thứ quỷ gì, giết thế nào không chết? Đáng chết! Cái đồ chơi này căn bản giết không chết, chết lập tức liền có thể phục sinh, đơn giản cũng là bất tử sinh vật, nhiều như vậy bất tử sinh vật hội tụ đến cùng một chỗ, chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại, lão tử bắt đầu hối hận tiến vào nơi này đến, chỗ tốt không có đạt được, tánh mạng liền muốn dựng tiến đến. Thứ quỷ gì đều đi chết cho lão tử. Tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ trên đường, hắc thi quả đột nhiên tập kích, cho nhân loại tu sĩ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cũng may những này hắc thi quả thực lực không phải quá mạnh. Đối với những thực lực đó tương đối mạnh hoành tu sĩ tới nói, vẫn là có thể ứng phó. Nhưng dù vậy, trong lòng mọi người cũng minh bạch, tình huống trước mắt rất không lạc quan, bởi vì những này hắc thi quả là giết không chết tồn tại, chết sẽ còn phục sinh, tiếp tục như vậy, cho dù những thực lực đó mạnh mẽ tu sĩ, sớm muộn cũng phải bị tươi sống mệt chết, tránh thức vây chết trên con đường này mặt. Đến lúc này, rất nhiều tu sĩ bắt đầu hối hận, có hầu hối hận lựa chọn con đường này, có trực tiếp bắt đầu hối hận tiến vào cái này cổ mộ đến. Cái này mới vừa tiến vào cổ mộ tự xuất hiện kinh khủng như vậy bất tử sinh vật, phía sau còn không biết muốn gặp được cái gì càng khủng bố hơn tồn tại đây. Đại lượng hắc thi quả hướng về Giang Trần cùng Phó Huy đánh tới, cái này lít nha lít nhít sinh vật khủng bố, nhìn lấy đều bị người tê cả da đầu, Phó Huy hít sâu một hơi, dạng này tràng cảnh hắn là lần đầu tiên kinh lịch, nhưng bây giờ đi theo Giang Trần bên người, trong lòng của hắn an tâm không ít, đối mặt nhiều như vậy khủng bố bất tử sinh vật, hắn liền xuất thủ dự định đều không có, dù sao trong lòng của hắn minh bạch. Lấy bản sự của mình, coi như xuất thủ cũng vô dụng, căn bản liền giết không chết những này ngoan cố ra hỏa. Dù sao có Giang Trần tại, chính là những này bất tử sinh vật khắc tinh. Soạt, Giang Trần vung tay lên, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa trực tiếp trải tràn ra qua, sở hữu bị biển lửa bao phủ hắc thi quả, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi, sở hữu tinh khí đều bị tổ long tháp trong nháy mắt hấp thu, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Hắc thi quả che già mang mọc. Số lớn chết tại Giang Trần giữa biển lửa, khiến cho trên đường hắc thi quả đang nhanh chóng giảm bớt. À,
Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, hắc thi quả số lượng cũng càng ngày càng nhiều, không ít tán tu nhìn thấy Giang Trần bên này tình huống, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Nhìn a, người trẻ tuổi kia hảo lợi hại, có thể diệt sát những này bất tử sinh vật, chúng ta nhanh lên theo hắn. Có người hô một tiếng, rất nhiều tán tu bắt đầu xông phá hắc thi quả công kích phòng tuyến, hướng về Giang Trần qua tới gần, lúc này trong mắt bọn hắn, Giang Trần tồn tại giống như là trong đêm tối một khỏa ngôi sao một dạng. Giang Trần xuất hiện, cái kia chính là một khỏa ngôi sao, cho những đã đó tuyệt vọng tu sĩ nhìn thấy một chút hy vọng, đối với những tán tu này tới nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng trước mắt tình thế, những này hắc thi quả quá kinh khủng, cho dù bọn họ có bản lĩnh chống lại, nhưng muốn hoàn toàn đem thoát khỏi cũng là một kiện chuyện không có khả năng, nếu như một mực dạng này rông dài, bọn họ căn bản tiêu hao không nổi, hắc thi quả giết không chết, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Đại lượng tán tu hướng về Giang Trần tới gần, lúc này chỉ có đi theo Giang Trần bên người mới là an toàn nhất. Đối với những người này tới gần, Giang Trần cũng không có biểu hiện ra bài xích, mặc cho bọn họ đi theo chính là, chỉ cần không cho mình quấy rối, hắn không quan tâm. Mà lại những tán tu này bản thân cũng không dễ dàng, không có người muốn chết, cầu sinh chính là bản năng, cho nên bọn họ nhích lại gần mình cũng là có thể thông cảm được, chuyện này nếu như đổi thành chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Các ngươi đi theo là được, không muốn kéo dài làm hại chúng ta giết địch. Phó Huy đối những tán tu kia quát lạnh nói. Đó là đương nhiên, công tử ân cứu mạng, ta đợi không dám quên, sau này phàm là có cái gì phân công, chúng ta tuyệt không chối từ. Không sai, quyết không chối từ. Mọi người lao nhau, bắt đầu biểu đạt thái độ mình. Được, tất cả câm miệng. Giang Trần không kiên nhẫn nói ra, mình bây giờ tập trung tinh thần giết hắc thi quả, đám gia hỏa này ở một bên kỳ kỳ oai oai, tốt giống như con ruồi, làm tâm hắn phiền. Soạt, cạc cạc. Đại lượng hắc thi quả bay khắp nơi múa, tốt giống như vô cùng vô tận, mãi mãi cũng giết không hết, bất qua những này hắc thi quả đối với Giang Trần tới nói căn bản chính là tiểu nhi khoa, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa đốt cháy hết thảy, sở hữu hắc thi quả một khi tới gần hỏa diễm liền bị thiêu chết, sau đó còn không có tới kịp phục sinh, liền bị tổ long tháp cho hấp thu. Trên thực tế, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, chung quanh thi khí cùng tử khí đã không ngừng giảm bớt. Hắc thi quả phục sinh hoàn cảnh nhận cực lớn hạn chế, bản thân liền đã rất khó phục sinh. Ong ong, tổ long tháp vù vù không dứt, thứ 20 tầng bắt đầu đại sáng lên, hắc thi quả tu vi tuy đều không cao, nhưng số lượng quá nhiều, ngàn vạn, cho tổ long tháp cung cấp sung túc năng lượng. Đạt được chỗ tốt không đơn thuần là tổ long tháp, còn có Giang Trần bản thân, hắn từ tổ long trong tháp không ngừng hấp thu năng lượng, khí hải nội long văn số lượng từng đầu ngưng tụ. Giang Trần trước đó liền đã chính mình 63 vạn long văn, chỉ cần lại ngưng tụ ra 2 vạn long văn, liền có thể tấn thăng nửa bước thần tiên, Giang Trần đoán chừng, càng là đến phía trước, còn có thể xuất hiện tu vi tương đối cường đại hắc thi quả, thậm chí là thần tiên tu vi cũng chẳng có gì lạ, nếu như là lời như vậy, chờ đi ra con đường này, chính mình tu vi liền có thể thành công lần nữa tấn thăng một bước, đạt tới nửa bước thần tiên cấp độ, tổ long tháp thậm chí có thể ngưng tụ đến thứ 21 tầng. Đối với Giang Trần tới nói, đây là lợi ích khổng lồ. Cũng là chuyên môn thuộc về hắn Giang Trần lợi ích duy nhất, hắn người vô pháp từ nơi này chút hắc thi quả ở bên trong lấy được nửa điểm chỗ tốt, điểm này là khẳng định. Một mảng lớn hắc thi quả bị diệt sát sạch sẽ, Giang Trần tốc độ cực nhanh, nhanh chóng di chuyển về phía trước, toàn bộ trên đường đều bị hắc thi quả bao trùm, Giang Trần phía trước cũng là một cái biển lửa, không cần hắn như thế nào công kích, đại lượng hắc thi quả liền đã bị biển lửa cho thiêu chết. Ta thiên A, thanh niên này là ai, nhất tuyến thiên lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài? Cái kia là Vân Vũ Thành Phó Huy, ta biết hắn, thanh niên này lại chưa từng gặp qua, bất quá hắn đã cùng với Phó Huy, muốn đến cũng hẳn là Thiên Vân Các người, Thiên Vân Các gần nhất chỉ xuất một thiên tài Giang Trần, thế nhưng là Giang Trần đã qua tội ác thâm nguyên, vận mệnh long đong, người trẻ tuổi này không biết là người nào. Khẳng định là Thiên Vân Các thiên tài, Thiên Vân Các thật sự là tàng long ngọa hổ, bản thân liền đã có một cái cường đại đại trưởng môn Thiên Mạc Vân, bây giờ còn có kinh khủng như vậy thiên tài đệ tử. Nhìn bộ dạng này, sớm muộn là muốn vượt qua mặt khác tam đại thế lực. Đi theo Giang Trần bên người những tán tu kia cả đám đều chấn kinh tột đỉnh, trước mắt dạng này tràng cảnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Những bất tử sinh vật đó mạnh mẽ cỡ nào bọn họ rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi bọn họ đã lĩnh giáo qua, căn bản chính là giết không chết tồn tại, nhưng ở Giang Trần trước mặt, những này bất tử sinh vật, hoàn toàn tự biến thành không chịu nổi một kích. Giang Trần lại bay về phía trước chỉ hơn 10 dặm, diệt sát hắc thi quả chỉ sợ có mấy ngàn con, tổ long tháp thứ 20 tầng hoàn toàn táo động, tại năng lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, tổ long tháp thứ 20 tầng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần thể nội, cũng ngưng tụ ra một vạn đầu long văn,
chỉ còn lại có sau cùng một vạn đầu, liền có thể trực tiếp tấn thăng nửa bước thần tiên. Phó Huy khoảng cách Giang Trần gần nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Trần khí thế biến hóa, theo diệt sát những này hắc thi quả, Giang Trần tu vi đang một chút xíu mạnh lên, kinh khủng như vậy tu luyện phương thức, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ trên người Giang Trần nhìn thấy. Phía trước không ít tán tu lúc đầu đã tuyệt vọng, nhìn thấy trùng kích tới Giang Trần về sau, cũng là cùng trước đó tán tu một dạng, cảm thấy nhìn thấy hy vọng, đến bị Giang Trần bảo hộ ngay trong đại quân, có thể tưởng tượng, sau chuyện này, Giang Trần tại những tán tu này trong lòng địa vị khẳng định là tăng lên trên diện rộng. Con đường này bản thân tiến đến người liền thiếu đi, hiện tại đã có mấy chục người giấu ở Giang Trần phía sau tìm kiếm bảo hộ. Đường tựa hồ sắp đến cuối cùng, hắc thi quả số lượng cũng dần dần giảm bớt, nhưng Giang Trần có thể minh xác cảm nhận được, những này số lượng giảm bớt về sau hắc thi quả, mỗi một cái thực lực đều tại tăng cường, nói cách khác, bên trong hắc thi quả, thực lực muốn so trước đó mạnh hơn, đối với Giang Trần tới nói, đây càng thêm là một chuyện tốt. Phía trước cách đó không xa, ba bốn người mặc thiên vân các phục sức đệ tử đang bị một đám mạnh mẽ hắc thi quả vây công, những này hắc thi quả bên trong, có hai cái đã ủng có thần tiên sơ kỳ tu vi, này bốn cái thiên vân các đệ tử, dẫn đầu một cái cũng là thần tiên sơ kỳ, chính là thiên vân các đệ tử hạch tâm, mặt khác ba cái đều là thiên hạ, chính là nội môn đệ tử, bọn họ tựa hồ chiến đấu thật lâu, trên mặt đã gần đến hiện ra mồ hôi, có trên thân người có máu tươi chảy xuôi, rõ ràng đã nhận thương thế. Cái này cũng không trách bọn họ, tuy thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng làm sao hắc thi quả lực công kích quá mạnh, mà lại số lượng quá nhiều, ẩn tàng trong hư không đánh lén, quả nhiên là khó lòng phòng bị, lại thêm những này hắc thi quả giết không chết, một lần giết không chết, hai lần giết không chết, vô số lần giết không chết về sau, bản thân liền đã cho trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, mà loại ảnh hưởng này thời gian tiếp tục lâu, tự sẽ trở thành một loại tuyệt vọng, thật giống như giờ phút này thiên vân các bốn người. Liền đã tuyệt vọng, những này hắc thi quả, hoàn toàn để bọn hắn thúc thủ vô sách. Bốn nhân tình huống vừa lúc bị Giang Trần cùng Phó Huy để ở trong mắt, đối với mấy người kia, Giang Trần cũng chưa quen thuộc, tuy hắn cũng là thiên vân các đệ tử, nhưng không có cùng thiên vân các nội môn đệ tử thậm chí đệ tử hạch tâm đánh qua liên hệ gì, bởi vì hắn mới vừa tiến vào thiên vân các không lâu, cũng bởi vì sự tình không ngừng bị đánh nhập tội ác thâm uyên. Giang huynh, tại chúng ta thiên vân các chính mình, cái kia là đệ tử hạch tâm bên trong Vương Dương, bọn họ bị hắc thi quả tù khốn ở, xem ra tình huống không thể lạc quan, chúng ta ra tay giúp đỡ đi. Phó Huy mở miệng nói ra, thiên vân các nội đệ tử ở giữa này bình thường cũng là cạnh tranh không ngừng, nhưng đến cái này khủng bố cổ mộ bên trong, thiên vân các đệ tử còn có thể cam đoan cơ bản đoàn kết, nhìn thấy đồng môn gặp nạn, cũng là nghĩ lấy ra tay trợ giúp. Ân, Giang Trần gật gật đầu, thiên vân các đệ tử, hắn tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, đối với thiên vân các, hắn chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Thiên Mạc Vân, hắn tất cả mọi người được cho người một nhà, dù sao thiên vân các là Âu Dương Hạc một tay phát triển. Mỗi một cái thiên vân các đệ tử, đều là Âu Dương Hạc cơ nghiệp, Giang Trần sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lâm vào khốn cảnh ở trong mà mặc kệ không hỏi. Mà lại đối với Giang Trần tới nói, trợ giúp những ngày này vân các đệ tử, là một kiện hết sức hữu ích sự tình, nếu như sau này diệt sát Thiên Mạc Vân, thiên vân các trưởng môn một vị, tự nhiên là rơi xuống Giang Trần trên thân, đem thiên vân các phát dương quang đại, bản thân cũng là Âu Dương Hạc suốt đời tâm nguyện, Giang Trần có cần phải trợ giúp Âu Dương Hạc hoàn thành. Mà muốn thống trị toàn bộ thiên vân các, mua chuộc nhân tâm đó là nhất định phải, lần này cổ mộ chuyến đi, thiên vân các cơ hồ sở hữu thiên tài đệ tử đều tiến đến, chính là Giang Trần mua chuộc nhân tâm, đặt vững địa vị mình cơ hội tốt, Giang Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Siêu, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cả người giống như mũi tên một dạng, xoát một chút tựu lao ra, trong chớp mắt liền đến Vương Dương bọn họ trận doanh bên trong, Giang Trần quả quyết xuất thủ, đánh ra chân long đại thủ ấn. Cự đại long chảo bị nóng rực hỏa diễm bao trùm, một thanh dốc sức đè xuống, đại lượng hắc thi quả lập tức chết thảm, bị đốt cháy thành cho bụi, một trường này bổ xuống, bao quát này hai cái thần tiên cảnh giới hắc thi quả ở bên trong, chí ít một nửa hắc thi quả đều bị Giang Trần cho sinh sinh trục chết. Không lưu người sống. Ầm ầm. Tiếp theo, Giang Trần lại là nhất trường đè xuống, biển lửa buôn đằng, nương theo lấy hắc thi quả tiếng kêu thảm thiết, lúc đầu tù khốn ở Vương Dương này một đám hắc thi quả, toàn bộ chết thảm, không có một cái nào người sống. T. Thấy thế, Vương Dương bọn người nhìn không được hít sâu một hơi, mỗi người trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh, đó là một loại mất hồn mất vía kinh hãi, bọn họ cùng hắc thi quả đại chiến lâu như vậy, so ai cũng biết hắc thi quả khủng bố, riêng là này hai cái thần tiên cảnh giới hắc thi quả, tăng thêm bất tử chi thân, đơn giản cũng là vô địch tồn tại. Nhưng mà loại này căn bản không phá nổi trận doanh, lại bị người hời hợt tự giải quyết, những cái kia giết không chết hắc thi quả, toàn bộ chết thảm, không còn có phục sinh.
Vương Dương bốn người ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy rõ Giang Trần dung mạo một khắc này, bốn mắt người trừng càng lớn, loại kia chấn kinh, so vừa rồi Giang Trần diệt sát hắc thi quả còn muốn đến lớn. Giang Trần! Bốn người gần như đồng thời kinh hô lên, ngoại nhân không biết Giang Trần, nhưng bọn hắn thân là thiên vân các người, nhưng không ai không biết Giang Trần. Giang Trần cùng Khúc Nguyên này một trận đại chiến, thế nhưng là kinh động hơn phân nửa thiên vân các, nội môn tất cả mọi người kiến thức trận này đại chiến, tất cả mọi người đối Giang Trần ấn tượng đều là sâu sắc không gì sánh được. Nhưng là Giang Trần rõ ràng đã bị trưởng môn đưa đến tội ác thâm uyên qua, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt bọn hắn, tiến vào tội ác thâm uyên Giang Trần, đã là cái người chết. Không sai, chính là ta. Giang Trần gật gật đầu, đối với thiên vân các người, hắn biểu hiện khá lịch sự. Ta thiên A, vậy mà thật là ngươi, đây quả thực là một cái kỳ tích A, ngươi không phải hẳn là tội ác thâm uyên sao? Chẳng lẽ nói ngươi từ tội ác thâm uyên đi tới hay sao? Điều đó không có khả năng, tội ác thâm uyên tự là địa ngục y hệt, không có người có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, kỳ tích A, thật sự là một cái kỳ tích. Thiên vân các người đều chấn kinh hư, bọn họ đối Giang Trần vẫn tương đối quen thuộc, cho dù Giang Trần không được biết bọn hắn, một cái tiến vào tội ác thâm uyên người. Vậy mà còn sống xuất hiện, đây là bọn họ không thể tin được. Cái gì, hắn cũng là Giang Trần. Ta thiên A, nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, rốt cục nhìn thấy người thật, hắn tiến vào tội ác thâm uyên, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở đây, nói rõ hắn thành công từ tội ác thâm uyên nổi đi tới, tên biến thái này là như thế nào làm đến. Khó trách hắn kinh khủng như vậy, nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, những này bất tử sinh vật căn bản là không làm gì được hắn, các ngươi thấy không? Vừa rồi có hai cái thần tiên sơ cấp bậc hắc thi quả, đều bị hắn hời hợt cho diệt sát, liền phục sinh thời cơ đều không có, người này mới tiến vào tội ác thâm uyên bao lâu, thực lực lại nhưng đã khủng bố đến loại tình trạng này, thần tiên đều có thể tùy tiện diệt sát. Không người không sợ hãi, Giang Trần tên tại nhất tuyến thiên thực sự quá vang dội, để cho người ta muốn không biết cũng khó khăn, từ khi Giang Trần tiến vào tội ác thâm uyên về sau, hắn danh tiếng bắt đầu dần dần giảm xuống, chỉ là trở thành mọi người trà dư tửu hầu tiếc hận người yêu. Dù sao đối với nhất tuyến thiên tới nói, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn a. Nhưng mà bây giờ Giang Trần trở về, nhất định lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đem hắn danh tiếng lập tức đẩy lên một cái đỉnh phong. Các ngươi cũng không cần chấn kinh, tội ác thâm uyên tuy hung hiểm hết sức, nhưng đối với ta mà nói, muốn vào liền vào, muốn ra tựu ra, không có nửa điểm ngăn cản, ta nhìn bốn người các ngươi nhận một chút thương thế, thì khí nhập thể, ta hiện đang giúp người bọn họ khôi phục thương thế. Giang Trần nói xong, đánh ra một mảng lớn mộc chi linh khí, rơi vào Vương Dương bốn người trên thân, bốn người nhận mộc chi linh khí trợ giúp, nhất thời giống như nhận trời hàn gặp mưa tẩy lễ một dạng, toàn thân trên dưới đều là nói không nên lời dễ chịu. Bốn người lúc đầu nhận thương thế không phải rất nặng, tại Giang Trần mộc chi linh khí tu phục phía dưới, trong nháy mắt công phu tự hoàn toàn khôi phục lại, sinh long hoạt hổ, bốn mắt người đều là hết sức sáng ngời, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn biến vị nói, trừ kinh hãi bên ngoài, còn có một tia cảm kích. Bất kể nói thế nào, Giang Trần cứu tính mạng bọn họ, hôm nay nếu như không phải Giang Trần, bốn người bọn họ chỉ sợ cuối cùng muốn chết thảm tại đầu này không đường về bên trên. Giang huynh thủ đoạn thật sự là kinh hãi thế tục, ta đây bồi phục, ta gọi Vương Dương, là thiên vân các đệ tử hạch tâm, hôm nay đa tạ Giang huynh xuất thủ cứu giúp, không thì, vận mạng chúng ta thật sự là không dám tưởng tượng. Vương Dương đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm một cái quyền, từ đáy lòng cảm tạ. Đa tạ Giang sư huynh ân cứu mạng. Ba người khác cũng liền vội vàng tiến lên thi lễ. Mấy cái trong lòng người đã chấn kinh tới cực điểm, đối với một cái có thể từ tội ác thâm uyên đi tới người, bọn họ không có cách nào không khiếp sợ cùng bồi phục, giờ phút này Giang Trần lại cứu bọn hắn tánh mạng, để bọn hắn đối Giang Trần, có cực lớn lòng cảm kích, lại thêm bọn họ bản thân đều là thiên vân các người, tại cái này của mộ bên trong, đoàn kết một chút cũng là phải. Các ngươi đều là thiên vân các đệ tử, ta xuất thủ cứu các ngươi là đương nhiên. Cái này cổ mộ ở trong khắp nơi tràn ngập hung hiểm, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đường phía trước. Chúng ta sau này liền theo Giang sư huynh lăn lộn. Vương Dương mở miệng nói ra, đối Giang Trần xưng hô trực tiếp từ vừa rồi Giang huynh biến thành Giang sư huynh, bản thân hắn là thần tiên sơ kỳ đệ tử hạch tâm, tại thiên vân các bên trong có lấy cực cao địa vị, lấy thân phận của hắn lẽ ra quả quyết sẽ không đi xưng hô một cái thiên tiên cấp bậc nội môn đệ tử gọi sư huynh. Nhưng Giang Trần lại không như vậy, tại thực lực này vi tôn thế giới, hết thảy đều là lấy thực lực làm tiêu chuẩn, mà lại Giang Trần vừa mới cứu tính mạng bọn họ, trong lòng của hắn cảm kích đồng thời. Cũng dự định cùng ba người khác một dạng, từ đó đầu nhập vào Giang Trần, lấy Giang Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Mấy người các ngươi còn tính là rất sáng suốt, biết đi theo Giang Trần tại cái này cổ mộ bên trong, tối thiểu là an toàn. Phó Huy vừa cười vừa nói, hắn hiện tại thế nhưng là Giang Trần thân tín, bản thân cảm giác đều còn cao hơn người khác một đầu, có người khác không sở hữu cảm giác ưu việt. Rầm rầm. Lúc này, phía trước lại có rầm rầm âm thanh vang lên, mọi người vẻ mặt chấn động, trên con đường này đi lâu, bọn họ đối thanh âm này đã hết sức quen thuộc, đó chính là hắc kỳ quả cánh vỗ thanh âm, nghe cũng làm người ta rùng mình, tâm linh đều tùy theo run rẩy lên, nói không nên lời khó chịu. Giang sư huynh, lại có đại lượng hắc kỳ quả đánh tới. Vương Dương mở miệng nói ra, trên mặt che kín lo âu và hoảng sợ, càng là đến đường phía trước, xuất hiện hắc kỳ quả tu vi cũng liền càng cao, đối phó cũng thì càng khó khăn, lại thêm hắc kỳ quả căn bản đánh không chết, có cực mạnh phục sinh năng lực, để bọn hắn có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Bất quá bọn hắn nhìn Giang Trần một mặt nhẹ nhõm, nghĩ đến vừa rồi Giang Trần diệt sát hắc kỳ quả tràng cảnh, trong lòng nhất thời an tâm không ít, đi theo Giang Trần tên biến thái này bên người, an toàn tính vẫn rất có bảo hộ. Đến vừa vạn, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, với hắn mà nói, hắc kỳ quả càng nhiều càng tốt, tu vi càng mạnh càng tốt, hiện tại tổ long tháp thứ 21 tầng đã bắt đầu bị ngưng tụ, hắn tu vi cũng đã sắp tiếp cận nửa bước thần tiên, chỉ cần hắc kỳ quả số lượng sung túc, Giang Trần tấn thăng nửa bước thần tiên cơ hồ không thành vấn đề, đồng thời tổ long tháp thứ 21 tầng cũng có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Cạc cạc, đại lượng hắc kỳ quả trùng kích tới, chỉ có mấy trăm con, Giang Trần thần niệm quét qua liền phát hiện những này hắc kỳ quả ở trong có mấy cái thần tiên cấp bậc tồn tại, bên trong dẫn đầu một cái đã đạt tới khủng bố thần tiên trung kỳ, kinh khủng như vậy trận doanh, bình thường người căn bản không chịu nổi. Những này hắc kỳ quả bén nhọn ngoài miệng còn lưu lại máu tươi, có thể thấy phía trước đã có không ít người gặp được hắc kỳ quả tiến công tập kích, chết thảm tại khủng bố hắc kỳ quả khéo mồm khéo miệng phía dưới. Những này hắc kỳ quả phát ra khó nghe chói tai gọi tiếng, mỗi một cái con mắt màu đỏ đều tản ra vô tình quang mang, này là tử vong khí tức. Hừ, đối mặt cường đại như thế hắc kỳ quả trận doanh, Giang Trần thờ ơ, hắn lạnh hừ một tiếng, đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, đồng dạng đánh ra chân long đại thủ ấn. Cự đại long chảo ùn ùn kéo đến lập tức liền đem sở hữu hắc kỳ quả đều bao phủ ở chính giữa, nồng đậm hỏa diễm tản mát ra một mảng lớn biển lửa đến, cùng chân long đại thủ ấn dung hợp một chỗ. Cạc cạc, đây là một cái vô cùng hùng vĩ cùng khủng bố hình ảnh, Giang Trần đại thủ ấn không biết lớn bao nhiêu, mấy trăm con hắc kỳ quả một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ bị bao phủ ở chính giữa, từng cái hắc kỳ quả thân thể tự động đang gieo hỏa bên trong sụp đổ biến mất, tựu liền này thần tiên trung kỳ hắc kỳ quả cũng chỉ là tượng trưng phản kháng mấy lần mà thôi. Mấy trăm con hắc thi quả, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, liền bị Giang Trần diệt sát sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn xuống, đạt được những này hắc thi quả năng lượng, tổ long tháp thứ 21 tầng càng thêm sáng ngời, Giang Trần thể nội long văn số lượng cũng đang không ngừng ngưng tụ. Một màn này nhìn ngu hậu phương tất cả mọi người, vô luận là thiên vân các người, vẫn là những tán tu kia, không có chỗ nào mà không phải là nhìn kinh hồn bạt vía, dạng này tràng cảnh là bọn họ nằm mộng cũng nhớ giống như không đến, thực sự quá kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đối đãi Giang Trần ánh mắt, đều giống như đối đãi một tôn thần một dạng, trong lòng bọn họ, Giang Trần đã không hề là một người, mà chính là một cái không gì làm không được thần. Chỉ có thần mới có thể với làm đến đây hết thảy, bình thường người làm sao có thể làm đến đây hết thảy, Vương Dương cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, hắn không biết Giang Trần hiện tại đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhưng thần tiên trung kỳ hắc thi quả, hơn nữa còn là có thể phục sinh bất tử sinh vật, vẫn như cũ bị Giang Trần hời hợt cho xử lý, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Biến thái, thực sự quá biến thái, hắn căn bản không phải người A, bình thường người làm sao lại lợi hại như thế. Đây là một cái thiên tài khoáng thế, tuân theo đại khí vận tồn tại, bằng không thì cũng không có khả năng từ tội ác thâm nguyên bên trong đi tới, người này tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, lần này cổ mộ 7 ngày lịch luyện, cũng sẽ bởi vì hắn tồn tại cũng thay đổi vô cùng không bình tĩnh. Chúng ta muốn khăng khăng một mực đi theo hắn, cứ như vậy, tại cổ mộ ở trong chúng ta cũng là an toàn. Ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể tại nhất tuyến thiên thành lập một cái thuộc về mình đại thế lực, ta nguyện ý cái thứ nhất. Không người không sợ hãi, không có cách nào không kinh hãi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế người, không ít người thậm chí cảm thấy đến Giang Trần hẳn là thành lập thuộc về mình đại thế lực, nói như vậy, tuyệt đối có thể thu nạp rất nhiều người. Đáng tiếc Giang Trần đối đây hết thảy đều không có hứng thú gì, hắn hiện tại nhất tâm truy cầu chỉ là tu vi cùng thực lực, hắn chí hướng rộng lớn, tuyệt đối không đơn thuần là nhất tuyến thiên đơn giản như vậy, nhất tuyến thiên cuối cùng chẳng qua là hắn dọc đường vừa đứng thôi, một khi giải quyết nhất tuyến thiên ân oán, Giang Trần tựu sẽ rời đi, tiến về chánh thức phiêu miểu tiên vực, đây mới thực sự là trời cao biển rộng địa phương. Đi thôi, đường sắp đến cuối cùng,
Nếu như ta đoán không sai, chờ đi ra đường, hắc thi quạ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần nói ra, sau đó thi triển tốc độ chỉ huy mọi người hướng về phía trước tiếp tục lao vụt, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít chết thảm tại hắc thi quạ trong miệng thi thể, còn gặp được không ít bị hắc thi quạ vây khốn cao thủ, Giang Trần toàn bộ đều xuất thủ tương trợ, sau lưng đi theo người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái kiến thức Giang Trần thủ đoạn người, hết sức không phải khiếp sợ không thôi, cứ như vậy, Giang Trần sức ảnh hưởng cũng liền càng lúc càng lớn. Nhìn a, là Giang Trần, ta thiên a, hắn vậy mà không có chết. Thật sự là Giang Trần, gia hỏa này không phải tiến vào tội ác thâm nguyên à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn có thể diệt sát đại lượng bất tử sinh vật, Giang sư huynh, nhanh tới cứu chúng ta. Phía trước có bị hắc thi quả tù khốn Thiên Vân các đệ tử nhìn thấy Giang Trần về sau, mỗi một cái đều là chấn kinh hư, tất cả mọi người biểu hiện cùng trước đó Vương Dương bọn họ giống như đúc, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, Giang Trần xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đối bọn hắn tới nói, Giang Trần cũng là cứu tinh. Ầm ầm, diệt sát đại lượng hắc thi quả về sau, Giang Trần thành công đem Thiên Vân các đệ tử cho giải cứu ra, được bảo hộ trận doanh. Đến lúc này, phía trước nói đường đã không có bao nhiêu, Giang Trần thể nội long văn số lượng cũng đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng nửa bước thần tiên, một khi tấn thăng nửa bước thần tiên, Giang Trần chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt, có thể trực tiếp đối phó cường đại nửa bước kim tiên. Sư huynh, mau nhìn, bên kia có một cái nhân vật ngưu bức, có thể diệt giết bất tử sinh vật a, chúng ta mau mau tìm xin giúp đỡ đi. Phía trước có 4-5 cái tuổi trẻ thiên tài bị một đám hắc thi quả cho tù khốn ở, mắt thấy vô pháp thoát hiểm, vừa hay nhìn thấy Giang Trần bên này tình huống, trên mặt nhất thời lưu lộ ra nét mừng, bất quá khi Giang Trần thân ảnh không ngừng tiếp cận đợi, mấy cái sắc mặt người trong nháy mắt tự biến. Người này nhìn rất quen thuộc, là Giang Trần. Lại là tên sát tinh này, hắn không phải tiến vào tội ác thâm nguyên sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, chúng ta đã đối với hắn hạ đạt tất sát lệnh, hắn là chúng ta Huyền Dương Tông tất sát người, là chúng ta tử địch. Khẳng định là Thiên Mạc Vân gia hỏa kia nói láo, nói Giang Trần tiến vào tội ác thâm nguyên, xem ra căn bản cũng không có. Mấy người kia nhìn thấy đối phương là Giang Trần về sau, trước đó vui mừng trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bọn hắn đều là Huyền Dương Tông đệ tử, cùng Giang Trần vốn chính là tử địch, bọn họ cũng không hy vọng xa vời Giang Trần có thể xuất thủ cứu bọn họ, không bỏ đá xuống giếng đã rất không tệ. Giang Trần rất mau tới đến mấy người phía trước không xa, hắn đã nhìn ra Huyền Dương Tông nhân, lúc này thi triển chân long đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống, lần này ngay tiếp theo những hắc đó thi nha còn có mấy cái này Huyền Dương Tông nhân, cùng nhau bao phủ ở bên trong. Giang Trần, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà bỏ đá xuống giếng. Giang Trần, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi chết không yên lành, nguyên lai ngươi căn bản không có qua tội ác thâm nguyên, chúng ta Huyền Dương Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết, cái này hung tàn ma quỷ, hắn lại muốn cùng một chỗ diệt giết chúng ta, thật là đáng chết a. Mấy người phát giác được Giang Trần ý đồ, từng cái sắc mặt đại biến, đem so sánh Giang Trần cái này ma vương, bọn họ tình nguyện ở chỗ này cùng hắc thi quả dây dưa. Dù sao các ngươi cũng phải bị hắc thi quả vây chết, không bằng ta giúp các ngươi giải thoát. Giang Trần sát khí ngút trời, trong mắt tràn đầy vô tình, hắn cùng Huyền Dương Tông ân oán đã không được hóa giải, đối với mình địch nhân, Giang Trần xuất thủ cho tới bây giờ đều không khách khí, trong mắt hắn, Huyền Dương Tông nhân cùng những này hắc thi quả không có nửa điểm khác biệt, đụng tới sẽ chết. Hung tàn, không sai, chính là muốn hung tàn, ở cái này vốn là hung tàn thế giới bên trong, người nhân tử cho ai nhìn. A, à, nương theo lấy vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. 4-5 cái Huyền Dương Tông đệ tử cùng những hắc đó thi nha đồng thời chết thảm tại Giang Trần đại thủ ấn phía dưới, không có một cái nào người sống. T. Một màn này nhìn phía sau rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, rất nhiều người trước đó không biết Giang Trần, lại nghe nói qua Giang Trần hung danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Huyền Dương Tông mấy cái người đệ tử tao ngộ cũng để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là cùng Giang Trần là địch, thực sự không phải một kiện may mắn sự tình. Rất thảm. Huyền Dương Tông nhân thực sự rất thảm, xem ra lần này của mộ tất nhiên sẽ đại loạn. Không sai, Huyền Dương Tông tại biết Giang Trần còn sống đồng thời đi vào của mộ về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt sát Giang Trần, nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Ta giống như hồ đã thấy Huyền Dương Tông tổn thất cực kỳ lớn. Không ít người bắt đầu thổn thức, bọn họ đã nghĩ đến lần này của mộ chi hành sẽ không bình tĩnh, đơn giản là có Giang Trần tồn tại, đây là một tên sát tinh, là một vị ma vương cái thế. Những nơi đi qua tất nhiên máu chảy thành sông, Huyền Dương Tông đệ tử gặp được Giang Trần, bản thân liền là một kiện hết sức chuyện xui xẻo.
Bất quá Huyền Dương Tông dù sao cũng là nhất tuyến thiên đại thế lực, lần này tiến đến trong cổ mộ cũng có không gì sánh nổi lợi hại thiên tài, những nửa bước kim tiên đó cấp bậc vô thượng thiên tài, bản thân thì tương đương với chính thức kim tiên cao thủ, đối với Giang Trần tới nói, cũng là một cái vô cùng đại uy hiếp. Không nhìn bị diệt sát Huyền Dương Tông đệ tử, Giang Trần thi triển cấp tốc, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, trên đường đi lần nữa gặp đến đại lượng hắc thi quả, cũng gặp phải một chút Vân gia cùng người nhà họ Hoàng phủ, Giang Trần vẫn như cố xuất thủ cứu giúp. Trên thực tế hắn mục đích cũng không phải là cứu người, mà chính là diệt sát hắc thi quả. Hắn cùng Vân gia còn có Hoàng phủ gia tạm thời cũng không có cái gì cựu oán, cho nên cũng không trở thành ra tay với bọn họ, nhưng cũng sẽ không qua bảo vệ bọn hắn, dù sao về sau là bạn là địch còn chưa nhất định, nhưng Giang Trần đoán chừng lấy nhất tuyến thiên tình huống tới nói, là địch nhân có thể sẽ lớn hơn một chút. Các ngươi có nghe hay không, cái kia có thể tùy ý diệt giết bất tử sinh vật, cũng là thiên vân các trong truyền thuyết kia Giang Trần. Gia hỏa này không phải đi tội ác thâm nguyên sao, vậy mà xuất hiện ở đây, bất quá người này thật sự là lợi hại, vậy mà có thể giết chết bất tử sinh vật, mà lại, hắn tu vi giống như chỉ có thiên tiên mà thôi, lấy thiên tiên tu vi liền có thể tùy tiện diệt sát thần tiên cấp bậc hắc thi quả, thực sự khủng bố. Xem ra lần này cổ mộ chi hành nhất định sẽ không bình tĩnh. Vân gia còn có người nhà họ Hoàng phủ đều đã biết Giang Trần thân phận, bất kỳ một cái nào khi biết Giang Trần thân phận phản ứng đầu tiên cũng là chấn kinh. Dù sao tại tất cả mọi người trong lòng, tội ác thâm nguyên loại địa phương kia, là đã đi là không thể trở về, đó là chân chính tội ác chi địa, chân chính ngục. Ầm ầm, Giang Trần diệt sát sau cùng một nhóm hắc thi quả, rốt cục xuất lĩnh đại lượng người đi ra đầu này nhìn như không có cuối cùng thông đạo, giờ phút này Giang Trần, tổ long tháp thứ 21 tầng đã hoàn toàn ngưng tụ ra, mà Giang Trần bản thân, long văn số lượng cũng vừa tốt đạt tới 65 vạn, tại luyện hóa đại lượng tiên nguyên thạch tình huống dưới. Giang Trần tu vi thành công xông phá nửa bước thần tiên. Mà giờ khắc này đi theo sau lưng Giang Trần người, số lượng đã đạt tới 200 nhiều, trừ hơn 20 cái thiên vân các đệ tử bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là tán tu, những tán tu này từng cái trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, tại vừa mới gặp được hắc thi quả thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là xong đời, không có nghĩ đến lúc này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đi đến cuối thông đạo, cái này để bọn hắn không có cách nào không được kích động. Giang Trần con ngươi hết sức sáng ngời, thật giống như trong đêm tối ngôi sao một dạng, bất luận cái gì hắc ám đều không thể che giấu hắn quang mang. Giờ phút này Giang Trần, chính thức tấn thăng nửa bước thần tiên, đủ để diệt sát đồng dạng nửa bước kim tiên. Đương nhiên, nếu như là loại kia thiên tài cấp bậc nửa bước kim tiên, vẫn là đối phó không được, coi như thi triển đại thiên cơ thuật cũng có chút khó khăn. Như thế nhân vật, đã lĩnh ngộ ra đại la áo nghĩa, nửa chân đạp đến nhập kim tiên cảnh giới. Bản thân chiến lực cũng trên cơ bản tương đương với kim tiên sơ kỳ. Thần tiên cùng kim tiên ở giữa có không được vượt qua khoảng cách, bên trong chênh lệch vô pháp tưởng tượng, bất quá Giang Trần cũng sẽ không e ngại, hắn hiện tại tu vi đã để hắn tại cổ mộ ở trong có thể hoành hành không sợ, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng không là vấn đề, mà lại, đây mới là cổ mộ vừa mới bắt đầu, Giang Trần khẳng định có thể đến nơi đây càng tốt đẹp hơn chỗ, tu vi lần nữa đề bạt cũng khó nói. Giang sư huynh thật sự là thần thông quảng đại, liền tội ác thâm nguyên đều có thể tùy ý xuất nhập. Ta đã sớm biết Giang sư huynh sẽ không dễ dàng chết như vậy, lần này Giang sư huynh có thể đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào cổ mộ, đối chúng ta mà nói thật sự là một chuyện thật tốt, Giang sư huynh một người phong mang, cũng đủ để đem mặt khác tam đại thế lực sở hữu thiên tài che giấu đi. Đó là đương nhiên, Giang sư huynh là ta gặp qua tối ngưu bức thiên tài, lúc trước hắn vừa tới thiên vân các thời điểm, mới chỉ là địa tiên mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã có thể tùy tiện diệt sát thần tiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được a. Ta Vương Dương sau này tại Thiên Vân Các tự phục Giang sư huynh. Thiên Vân Các đệ tử từng cái nịnh nọt, tự liền những thần tiên đó cấp bậc đệ tử hạch tâm cũng là như thế, tuy bọn họ tu vi cao hơn Giang Trần, nhưng chiến lược lại không bằng Giang Trần, điểm này trong lòng bọn họ vẫn là hết sức rõ ràng, mà lại cho dù so với địa vị đến, bọn họ cũng so ra kém Giang Trần, bởi vì Giang Trần còn có một thân phận khác, cái kia chính là chân truyền đệ tử, là thiên cơ tử trưởng lão chân truyền đệ tử, cái địa vị này là bọn họ không cách nào với tới cùng dung chuyển. Được, hiện tại đã rời đi thông đạo, phía trước hẳn là đến trong cổ mộ bộ, chúng ta bây giờ tự mỗi người đi một ngả, mọi người riêng phần mình đi tìm riêng phần mình cơ duyên, có khó khăn nếu như bị ta gặp được, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Giang Trần phất phất tay, nói với mọi người, nhiều người như vậy nếu như một mực đi theo chính mình, đối với hắn hành sự thế nhưng là bất lợi, Giang Trần bản thân cũng không thích náo nhiệt, mà lại đường đi đến cuối cùng, hắc thi quả nguy hiểm cùng uy hiếp đã hoàn toàn giải quyết. Nghe vậy, mọi người cũng là gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói rất lợi hại có đạo lý, dù sao mọi người tiến đến đều là vì tìm kiếm bảo bối,
Vì đề bạt thực lực mình, mỗi một cái đều có chính mình cơ duyên, nếu như đều đi theo Giang Trần, an toàn có bảo hộ, nhưng lại không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao nguy hiểm đã giải trừ, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn hắn, nếu như chỉ là theo chân Giang Trần tìm kiếm Nhàn Hạ, vậy còn không như trực tiếp không tiến vào, lưu tại Thiên Vân các đội lớn nhất Nhàn Hạ bất quá. Giang huynh, ta cũng đi chính mình tìm kiếm cơ duyên. Phó Huy đối Giang Trần ôm một cái quyền, sau đó trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi, giống như hắn dạng này thiên tài, bản thân đều là có thuộc về mình ý nghĩ. Giang Trần thân hình thoát một cái cũng biến mất không thấy gì nữa, đến cái này âm u cổ mộ bên trong, cái kia chính là Giang Trần thiên hạ, hoàn toàn không chịu nửa điểm trói buộc, thân phận của hắn đã hoàn toàn bại lộ, bất quá hắn đã không quan tâm, chỉ phải ở bên ngoài thời điểm không được bại lộ là được, dù sao hiện tại đã đến trong cổ mộ bộ, chính mình sớm tối là muốn cùng người phát sinh xung đột, sớm tối đều là muốn bại lộ, cho nên đây là không đáng kể sự tình. Nhưng mà, đây đối với Giang Trần chính mình thật là không đáng kể, nhưng đối với hắn người mà nói, vậy thì có cái gọi là, Giang Trần tiến đến tin tức rất nhanh liền bị truyền khắp, tại cổ mộ ở trong gây nên sóng to gió lớn. Trước đó lựa chọn hắn con đường tiến đến rất nhiều người cũng đều xuất hiện tại trong cổ mộ bộ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều kinh lịch hung hiểm lộ trình, có thể rõ ràng cảm giác được, đi vào trong cổ mộ nhân số, so với trước đó lúc đi vào đợi, đã giảm bớt không ít, rất nhiều người đều chết thảm tại trên đường, vĩnh cửu lưu tại nơi này. Đây chính là tu hành hung hiểm, người vĩnh viễn không biết mình sẽ chết ở nơi nào, hội lấy làm sao tàn nhẫn phương thức chết đi. Giang Trần tiến đến tin tức truyền ra, khắp nơi đều đang nghị luận, cái này từng tại nhất tuyến thiên làm ra chuyện lớn thiên tài, tại mai danh ẩn tích hơn một tháng thời gian về sau, rốt cục lần nữa hiện thân, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều muốn khiên động vô số tâm hồn người, là tất cả mọi người chú ý người yêu. Không nghĩ tới Giang Trần có thể từ tội ác thâm nguyên đi tới, xem ra chúng ta trước đó đều xem thường hắn. Bất quá hắn lần này không chết, Dương Thuật trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Không được từ bỏ ý đồ thì phải làm thế nào đây, Giang Trần người ta là dựa vào lấy bản sự của mình đi ra, mà lại Giang Trần nhìn trời vân các cũng coi là trung thành tuyệt đối, nghe nói tại trên đường thời điểm, hắn cứu sở hữu gặp được hung hiểm thiên vân các đệ tử, nhưng từ một điểm này tới nói, ta đối với hắn ấn tượng tựu rất không tệ. Không sai, đối tại chúng ta thiên vân các tới nói, Giang Trần xuất hiện là một chuyện tốt. Mặt khác tam đại thế lực áp lực tựu lớn, riêng là Huyền Dương Tông, bọn họ cùng Giang Trần bản thân liền là tử địch, hận không thể đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh, mà lại Giang Trần trước đó tại trên đường đã giết không ít Huyền Dương Tông đệ tử, cái này ân oán căn bản là vô pháp hóa giải. Thiên Vân các thiên tài khi biết Giang Trần xuất hiện về sau, cũng đều là cao hứng không thôi, bất kể nói thế nào, tại cái này cổ mộ bên trong, bọn họ là một cái chỉnh thể, vẫn là muốn đoàn kết. Mà lại Giang Trần trước đó cứu Thiên Vân các đệ tử sự tình đã nói rõ Giang Trần bản thân cũng là chú trọng đoàn kết. Đáng chết, hỗn đàn này thế nào không chết, Thiên Mạc Vân khẳng định đang nói láo, ép căn bản không hề đem hắn đưa đến tội ác thâm nguyên, cái này bản thân liền là một cái ngụy trang, Thiên Mạc Vân là tại vì Giang Trần tranh thủ tăng cao tu vi thời gian, lần này tiến đến cổ mộ, gia hỏa này đều là vụng trộm tiến đến. Hừ, lần này nhất định phải đem người này lưu tại nơi này, không thể cho hắn sống mà đi ra cổ mộ thời cơ. Người này uy hiếp quá lớn, trưởng thành quá nhanh, nếu như trễ thanh trừ, tương lai đối với chúng ta Huyền Dương Tông, là một cái vô cùng đại uy hiếp. Người này trước đó đã giết chúng ta mấy cái đệ tử, đệ ta ngay tại bên trong, khoản này ân oán nhất định không thể như vậy tính toán, nhất định phải giết Giang Trần, cho đệ ta báo thù rửa hận. Huyền Dương Tông bên này người nghe nói Giang Trần xuất hiện, mỗi một cái đều là hận nghiến răng nghiến lợi, hơn một tháng thời gian, bọn họ lúc đầu đã đem khoản này ân oán cấp quên mất. Dù sao người đều chết, không nghĩ tới hôm nay Giang Trần đột nhiên xuất hiện, căn bản là không có chết, còn ra tay giết bọn hắn người, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, không ít Huyền Dương Tông thiên tài cao thủ đều đặt quyết tâm muốn đem Giang Trần cho diệt sát ở chỗ này, không cho Giang Trần còn sống ra ngoài thời cơ. Trừ Thiên Vân các người bên ngoài, mặt khác tam đại thế lực đối Giang Trần đều không có hảo cảm gì, Huyền Dương Tông cũng không cần nói, bản thân liền là tử địch, Vân gia cùng Hoàng Phủ gia đối Giang Trần cũng sẽ không có hảo cảm gì. Dù sao Giang Trần là người khác nhà thiên tài, đem so sánh toàn bộ nhất tuyến thiên cục thế, bọn họ không hy vọng trừ chính mình bên ngoài bất kỳ một thế lực nào ở trong có ngày mới quật khởi, bởi vì cái này bản thân liền là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Không thể không nói, cái này trong cổ mộ không gian thật rất lớn, liền núi non sông suối đều có, Giang Trần du tẩu tại cổ mộ trong không gian, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật, lúc này Giang Trần vẫn tương đối hoài niệm Đại Hoàng Cầu. Đang tìm kiếm bảo bối phương diện này, Đại Hoàng Cẩu nhưng là chân chính người đứng đầu. Giang Trần tuy tinh thông đại thiên cơ thuật, có thể thôi toán ra một ít gì đó, nhưng cũng vô pháp thôi toán ra bảo bối gì vị trí cụ thể,
Muốn tại cái này trong cổ mộ tìm kiếm cơ duyên, hết thảy đều muốn dựa vào khí vận, bất quá Giang Trần khí vận vẫn luôn không kém. Cùng những âm u đó trên đường khác biệt, cổ mộ chánh thức sau khi đi vào, thi khí cùng tử khí vậy mà không ngừng bắt đầu yếu bớt, phản mà bên trong linh khí trùng thiên, giống như một tòa động thiên phúc địa một dạng, chính là một mảnh chánh thức thượng đẳng tu luyện tràng sở, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hết sức hưng phấn. Dạng này địa phương, ngu ngốc đều có thể đoán được nhất định có bảo bối tồn tại, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ mộ mỗi một chỗ đều tán lạc người khác nhau ảnh, bốn đại thế lực các thiên tài bóng dáng, tán tu bóng dáng, mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập hưng phấn. Oa cáp cáp, nơi này lại có mấy khỏa tùy tiện tàn mát thượng phẩm tiên nguyên thạch, thật sự là thống khoái a. Thao, ngươi nha đần độn a, đạt được bảo bối vậy mà lớn tiếng gào to, không muốn sống ngươi. Nhìn đây là cái gì, ta thiên mới, tùy tiện rơi xuống tiên kiếm, lại là thần cấp tiên khí, nơi này thật sự là một chỗ tốt, không được a. Các loại thanh âm hưng phấn vang lên, có người im ỉm phát tài, có nhân nạn lấy ngăn chặn hưng phấn, tự lớn tiếng hét to lên, bất quá chợt phát hiện mình đần độn hành động. Lập tức rời đi nguyên lai địa phương, cái gọi là tài không lộ ra ngoài, nơi này khắp nơi tràn ngập cạnh tranh, nếu như bị ngoại nhân coi trọng, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Đây là một mảnh phúc địa, khắp nơi đều tán lạc bảo bối, đối với một chút tán tu tới nói, những bảo bối này thực sự khó được, tỉ như một cái tiên tiên hậu kỳ hoặc là nửa bước thần tiên cao thủ đột nhiên đạt được một kiện chánh thức thần cấp tiên khí, bản thân liền là một kiện hết sức vui vẻ sự tình, là phi thường đáng giá chúc mừng. Nhưng mà, Giang Trần đối với những này căn bản là thờ ơ, thậm chí ngay cả xoay người lại nhặt hứng thú đều không có, tiếp tục hướng về trong cổ mộ bộ bay đi, bốn đại thế lực rất nhiều thiên tài cũng là như thế, bọn họ bản thân tài nguyên tu luyện phong phú, cũng không muốn đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở những này không để vào mắt đồ vật bên trên. Giang Trần tại trong cổ mộ hiện huống nửa ngày thời gian, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trong lúc đó gặp được một chút trong cổ mộ tồn tại sinh linh, trên cơ bản đều là cùng hắc thi quả một dạng tử vật. Những này tử vật đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng đem so sánh hắc thi quả tới nói, lại tương đối tốt đối phó một chút, dù sao những này tử vật là không có phục sinh năng lực. Diệt sát tử vật đối Giang Trần tới nói tự nhiên là hời hợt, bất qua nghĩ đến dựa vào luyện hóa những vật này đến để thăng chính mình tu vi hoặc là ngưng tụ ra tổ long tháp, trên cơ bản cũng đã không có khả năng, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, vô luận là ngưng tụ long văn vẫn là tổ long tháp, đều khó khăn rất nhiều, cần muốn năng lượng cũng vô cùng to lớn, bình thường tử vật cùng yêu ma đã không thể đối Giang Trần có cái gì thực chất tính trợ giúp. Phía trước là một ngọn núi, đỉnh núi bưng khói bụi xa vời, tốt giống như tiên cảnh, cả ngọn núi đều tràn ngập linh khí, để cho người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, dạng này địa phương, thấy thế nào đều không giống như là phần mộ. Giờ phút này, ngọn núi bên trên đã hội tụ rất nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có thượng hơn trăm người, bên trong không thiếu bốn đại thế lực bên trong cao thủ mạnh mẽ tồn tại, cho dù khoảng cách rất xa, Giang Trần đều đã cảm nhận được thần tiên hậu kỳ cao thủ khí tức, đó là bốn đại thế lực đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, mỗi một cái đều là thiên tử kiêu tử, thần tiên hậu kỳ tu vi, trên cơ bản tự có được nửa bước kim tiên chiến lực. Không ngừng còn có tu sĩ hướng về bên này chạy như bay tới, khiến cho cái này vốn là tĩnh mịch sơn phong biến phi thường náo nhiệt. Phía trước có bảo bối. Giang Trần ánh mắt run lên, hắn đại diễn luyện hồn thuật cảm chi lực hạng gì nhạy cảm, đã phát giác được phía trước có nồng đậm bảo bối khí tức. Những cao thủ này hội tụ ở chỗ này, nhất định là vì bảo bối mà đến. Giang Trần thân thể nhoáng một cái tựu biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phía trên ngọn núi này, hắn không có hướng về phía trước áp quá gần, chỉ là đứng tại đám người hậu phương. Siêu! Đột nhiên, một đạo đỏ kim sắc quang mang từ đỉnh núi bưng phóng lên tận trời, quang mang phi thường cường hoành, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào đỉnh núi bưng này nhất đại khối trên tảng đá, thạch đầu chừng cao hơn một trượng. Bên trong tản mát ra nồng đậm huyết khí, đây là một khối kỳ thạch, vẹn vẹn dùng con mắt đi xem liền có thể cảm nhận được không tầm thường. Ầm ầm, kỳ thạch đột nhiên kịch liệt đung đưa, ngay từ đầu lắc lư phạm vi tương đối nhỏ, về sau càng lúc càng lớn, nhìn tùy thời có bạo liệt dấu hiệu. Cái này kỳ thạch lý diện có sinh linh tồn tại, thật cường đại huyết khí, không biết là cái gì sinh vật cổ quái. Huyết khí rất tràn đầy, khẳng định là bảo bối tốt, nếu như có thể đạt được khối này kỳ thạch, khẳng định chỗ tốt vô cùng a. Không sai, nơi này linh khí bức người, chính là thiên nhiên phúc địa, kỳ thạch nội bộ có không khỏi sinh linh tồn tại, cũng có thể là một cái bảo tàng, người nào có thể có được cái này kỳ thạch, cái kia chính là một cơ duyên to lớn. Rất nhiều người đều chấn kinh, cái này cô tịch đỉnh núi bưng đột nhiên xuất hiện một khối thần dị kỳ thạch, lập tức khiên động tất cả mọi người tâm, rất nhiều người đều đang nghị luận, không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì, nhưng từ đó phát ra nồng đậm huyết khí đó có thể thấy được,
cái này kỳ thạch khẳng định không đơn giản. Để cho ta tới nhìn xem cái này kỳ thạch lý diện có đồ vật gì. Vân gia một thiên tài cái thứ nhất nhìn không được muốn xuất thủ, hắn là thần tiên sơ kỳ tu vi, chính là Vân gia đệ tử hạch tâm, rất ngạo mạn, hắn trong lúc đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về kỳ thạch tự bao phủ tới. Nhưng mà, ngay tại người tuổi trẻ kia thủ trưởng sắp chạm đến kỳ thạch thời điểm, một cỗ mạnh mẽ năng lượng đột nhiên từ kỳ thạch nổi phun ra, cái kia thiên tài biến hóa ra thủ trưởng bị cỗ lực lượng này trực tiếp vỡ nát. Bạch bạch bạch. Này Vân gia đệ tử bị lực lượng đẩy lui ba bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt đều có chút tái nhợt đứng lên. Này Vân gia đệ tử kinh hô một tiếng, trên mặt tràn ngập rung động, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước kỳ thạch, hắn không thể tin tưởng vừa rồi phát sinh tràng cảnh, lấy thực lực mình, vậy mà vô pháp dung chuyển một khối đá. Một màn này quả thực chấn kinh không ít người, khiến cho tràng diện cũng bắt đầu sôi trào lên. Cái này kỳ thạch lý diện đến tột cùng tồn tại cái gì? Vậy mà có thể phát động phản kháng lực lượng, mà lại thần tiên sơ kỳ cao thủ công kích đều bị trực tiếp bắn ngược trở về, xem ra rất không đơn giản a. Lợi hại, ta suy đoán bên trong hoặc là có cực mạnh cấm chế tồn tại, mới vừa rồi là cấm chế phát động lực lượng, hoặc là cũng là một đầu sinh linh mạnh mẽ, đây là duy nhất giải thích. Vừa mới ra tay thế nhưng là Vân gia thiên tài, đã đạt tới thần tiên sơ kỳ tu vi, hiện tại liền hắn đều không thể chạm đến kỳ thạch, xem ra chúng ta càng thêm không có cơ hội. Chúng ta vốn là không có cơ hội, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy à, bốn đại thế lực hiện tại đã có thần tiên hậu kỳ cao thủ xuất hiện ở đây, như thế nhân vật thiên tài, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, có bọn họ, chúng ta không có nửa điểm đạt được chỗ tốt thời cơ. Nghị luận ầm ĩ, kỳ thạch quá thần kỳ, vậy mà có thể tự động phát ra công kích, bất qua cái này kỳ thạch biểu hiện cũng chính là nói rõ kỳ thạch bất phàm, càng thêm khiên động mọi người tâm, riêng là những tứ đại đó trong thế lực nhân vật thiên tài. Từng cái nhìn về phía kỳ thạch ánh mắt đã hết sức nóng rực. Rất tốt, xem ra cái này kỳ thạch quả nhiên bất phàm, cái này kỳ thạch chính là chúng ta Vân gia cái thứ nhất phát hiện, cho nên cũng cần phải quy ta bọn họ Vân gia sở hữu, hiện tại ta Vân Anh tự muốn xuất thủ hàng phục cái này kỳ thạch. Vân gia một cái dẫn đầu cao giọng nói ra, nghe hắn khẩu khí, cái này kỳ thạch đã là hắn Vân gia, hoàn toàn không có đem ở đây người khác để ở trong mắt, nói chuyện tên là Vân Anh, chính là Vân gia đệ tử hạch tâm, thần tiên hậu kỳ cao thủ. Dạng này thiên tài, tại đệ tử hạch tâm bên trong cũng có được không gì sánh kịp địa vị, là người bình thường không thể bằng được, nói chuyện tự nhiên cũng là có nhất định phân lượng, tại không có nửa bước kim tiên cao nói ra hiện tình huống dưới, hắn lời nói cũng đủ để đại biểu Vân gia trận doanh. Vân Anh, ngươi đừng ở chỗ này đánh rắm, hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này, ngươi Vân gia muốn một mình chiếm lấy kỳ thạch, ngươi cho rằng khả năng sao? Hoàng Phủ gia một thiên tài lạnh lùng nói ra, hắn gọi Hoàng Phủ Trì, giống như Vân Anh. Là trước mắt Hoàng Phủ gia đại biểu, đồng dạng có được thần tiên hậu kỳ tu vi, nhất tuyến thiên bốn đại thế lực này bình thường cũng không cùng hòa thuận, chính giữa Vân Các cùng Huyền Dương Tông là tử đối đầu, Vân gia cùng Hoàng Phủ gia cũng là tử địch, song phương đệ tử này bình thường liền không có ít phát sinh xung đột, giờ khắc này ở nơi này gặp được, càng thêm không có khả năng nhượng bộ, bọn họ cũng không có khả năng nhượng bộ. Bởi vì bọn hắn nhượng bộ, đại biểu cho thỏa hiệp, mặt mũi này có thể gánh không nổi. Kỳ thạch chính là vô chủ chi vật. Vân gia muốn một mình chiếm lấy, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, cho nên Vân Anh ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Vân Các một người cũng mở miệng nói chuyện, hắn gọi Quách Kiệt, đồng dạng đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, lúc này nhất định phải mở miệng biểu đạt chính mình lập trường, kỳ thạch không phải là phàm vật, bản thân liền là khó được bảo bối, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy rơi vào mặt khác tam đại thế lực trong tay. Theo ta thấy, công bình cạnh tranh đi. Huyền Dương Tông Thiên Tài Ngô Vĩ cũng nói, đây là thời khắc mấu chốt. Nhất định phải cho thấy chính mình lập trường, bốn đại thế lực thiên tài đều sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Kỳ thạch lý diện truyền ra động tĩnh càng lúc càng lớn, kỳ thạch bản thân cũng là kịch liệt lắc lư, trên không kim sắc quang trụ cũng vô cùng chói mắt, người cũng càng ngày càng nhiều, bất qua những tán tu kia đều là có tự mình hiểu lấy, biết không biện pháp cùng bốn đại thế lực thiên tài tranh đoạt, cho nên rất nhiều người đều bày ra xem kịch tư thái, dù sao loại tranh đấu này, bọn họ là không có tư cách. Đã như vậy, không bằng chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, trước đem cái này kỳ thạch cho hàng phục, đến ở trong đó bảo bối, quay đầu chúng ta bốn đại thế lực chia đều, như thế nào? Vân Anh mở miệng nói ra, đưa ra một cái hết sức quý giá ý kiến, có thể thấy được hắn cũng là không được muốn làm trễ nãi thời gian, biết dạng này rằng con nữa cũng không phải biện pháp, bây giờ bốn đại thế lực thiên tài, ngày xưa đối thủ đều hội tụ ở chỗ này, Vân gia muốn nuốt một mình kỳ thạch ý nghĩ đã không có khả năng thực hiện. Ba người khác nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là cảm thấy Vân Anh lời nói vẫn là có đạo lý, bọn họ đều rõ ràng giữa lẫn nhau thực lực, thật đánh nhau,
chỉ sợ dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, đã như vậy, còn không bằng tạm thời liên hợp, chờ trước tiên hàng phục kỳ thạch lại nói. Này tựu đừng nói lời thừa thái gì, trực tiếp ra tay đi. Hoàng phủ chỉ hét lớn một tiếng, dẫn đầu tựu nhô ra đại thủ, hướng về kỳ thạch chộp tới. Thấy thế, ba người khác cũng không chịu ăn thua thiệt, lúc này đi theo xuất thủ, bốn cái cường đại đại thần tiên hậu kỳ cao thủ liên hợp nhất kích, khí thế cường đại có thể tưởng tượng, năng lượng khổng lồ hội tụ thành một cái lưới lớn, hướng về kỳ thạch tựu bao phủ xuống qua. Ùn ùn kéo đến năng lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, tại cỗ lực lượng này rơi vào kỳ thạch phía trên thời điểm, lúc đầu hết sức chói mắt kim sắc quang trụ cũng bắt đầu đung đưa. Ong ong. Nhưng mà, kỳ thạch tản mát ra càng thêm mãnh liệt vù vù thanh âm, một cỗ hồng hoang chi lực đột nhiên lần nữa từ kỳ thạch nội phun ra, hướng về bốn người liên hợp lại có thể số lượng lớn vương tựu sông đụng tới. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng oanh minh không dứt, bốn người liên hợp có thể số lượng lớn vương lại bị này một cỗ từ kỳ thạch từ phun ra năng lượng trực tiếp cho tách ra, bất quá tại tách ra cỗ năng lượng này áp bách về sau, kỳ thạch bản thân cũng lộ ra càng thêm táo bạo. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta bốn người liên thủ lại còn bắt không được khối này kỳ thạch. Cái này kỳ thạch nội đến tột cùng có lai lịch gì? Bốn người đều giận mình không thôi, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ kinh hãi, kỳ thạch phản ứng là bọn họ không tưởng tượng nổi, hoặc là nói bọn họ tưởng tượng đến kỳ thạch hội phản kháng, nhưng không nghĩ tới kỳ thạch phản kháng kịch liệt như thế, liền bốn người liên thủ có thể số lượng lớn vương đô cho xé rách. Chúng ta xuất thủ lần nữa, ta không tin cái này kỳ thạch có thể tới bao lâu. Vân Anh mở miệng lần nữa nói ra. Mà lúc này, cách đó không xa Giang Trần, con mắt đồng dạng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm khối kia kỳ thạch, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực rơi vào kỳ thạch phía trên, đồng dạng đối cái này kỳ thạch hết sức cảm thấy hứng thú. Trong này khẳng định là một cái sinh linh, chính là một cái thần vật, ta có thể cảm nhận được thần thánh khí tức, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ huyết mạch, cỗ này huyết mạch không so cao quý, vậy mà có thể cùng ta chân long huyết mạch so sánh, như thế bảo bối, há có thể rơi vào tay người khác. Giang Trần trong lòng giận mình không thôi, lúc này quyết định xuất thủ, tại Vân Anh bốn người lần công kích thứ hai bị kỳ thạch phá hủy về sau, Giang Trần quả quyết xuất thủ. Ầm ầm. Một cái huyết sắc cự đại long trảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về kỳ thạch bao phủ tới, cái này bao phủ xuất hiện rất kịp thời, đúng lúc là Vân Anh bốn người tấn công lần thứ hai bị kỳ thạch phá hủy về sau khe hở. Người nào? Vân Anh bốn người đồng thời quát lạnh một tiếng. Ánh mắt soát một chút nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chính là Giang Trần vị trí chỗ ở. Lấy Vân Anh bọn họ tu vi, nhẹ nhõm từ trong đám người tìm ra xuất thủ người vẫn là không có vấn đề, mà lại Giang Trần cũng căn bản không có mảy may giấu giếm, khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, chấn nhiếp tứ phương. Giang Trần đôi mắt lạnh lùng, chỗ có tâm tư đều rơi vào kỳ trên đá, căn bản cũng không có đem Vân Anh bọn người để ở trong mắt, hắn đã xuất thủ, tự tuyệt đối sẽ không thất bại. Kỳ thạch không tốt thu lấy, nhưng Giang Trần cũng phải nếm thử một phen. Là Giang Trần, hắn là Giang Trần xuất thủ. Trong đám người có người kinh hô một tiếng, rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua Giang Trần đại danh, lại chưa từng gặp qua Giang Trần bản thân, nhưng tự nhiên cũng có người từng thấy Giang Trần, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có mấy cái là gặp qua Giang Trần, cho nên theo một tiếng này la lên, Giang Trần thân phận cũng liền hoàn toàn bại lộ. Bất quá Giang Trần tịnh không để ý, từ khi tiến vào cổ mộ về sau, hắn tựu không có tính toán lại che giấu mình thân phận. Hỗn đản, nguyên lai ngươi chính là Giang Trần, ta tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, còn dám ra tay cướp đoạt kỳ thạch, đơn giản là không biết sống chết biểu hiện. Huyền Dương Tông Ngô Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên thân sát ý trong nháy mắt tựu bắn ra đến, hắn lúc đầu bởi vì vô pháp dung chuyển kỳ thạch đã tức giận phi thường, giờ phút này lại nhìn thấy Huyền Dương Tông tử địch xuất thủ cướp đoạt kỳ thạch, lúc này chỗ nào nhận được, không phát báo tố mới là lạ. Nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, nhìn quả nhiên không tầm thường a. Thiên Vân Các Quách Kiệt cười cười, đã xuất thủ là Giang Trần, như vậy hắn tựu rất nhẹ nhàng, bất kể nói thế nào, Giang Trần là Thiên Vân Các người, bọn họ là người một nhà, lúc này hắn Quách Kiệt cũng không thể làm một khối kỳ thạch cùng mặt khác tam đại thế lực đi đối phó người một nhà, nói như vậy hắn sau này tại Thiên Vân Các cũng sẽ không cần lăn lộn. Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì cũng là vô cùng phẫn nộ, một mặt lửa giận nhìn lấy Giang Trần. Trong lòng bọn họ đối Giang Trần cũng là không có nửa điểm hào cảm, gia hỏa này từ khi xuất hiện tại Nhất Tuyến Thiên về sau tựu xuất tẫn danh tiếng, đem bọn hắn những thiên tài này quang mang hoàn toàn che giấu đi, cái này cũng tựu thôi, hiện tại còn núp trong bóng tối xuất thủ cướp đoạt bọn họ dẫn đầu phát hiện ra trước kỳ thạch, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Mà giờ khắc này Giang Trần, vẫn như cũ hoàn toàn không có đem mấy người để ở trong mắt,
Hắn cảm nhận được lực lượng cường đại muốn từ kỳ thạch bên trong phun ra ngoài, cỗ lực lượng này tựa hồ gặp mạnh tắc cường, đó là một cỗ hồng hoang chi lực, cao cao tại thượng, không được xâm phạm. Giết hại, tôn uy, sở hữu viễn cổ khí tức đều dung hợp một chỗ, để Giang Trần tâm lý càng thêm giận mình, càng thêm cảm thấy cái này kỳ thạch nội sinh linh rất không bình thường. Bên trong đến tột cùng là cái gì sinh linh mạnh mẽ, nếu như đối cứng, coi như ta dốc hết toàn lực cũng vô pháp đem thu phục, bất quá ta từ đó cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ huyết mạch này không so cao quý, cùng ta chân lòng huyết mạch một dạng, không bằng ta lợi dụng chính mình huyết mạch đến sò xét một chút, nói không chừng có thể đạt được bên trong sinh linh tán thành, đến lúc đó liền có thể thành công đạt được kỳ thạch. Giang Trần tâm tư tối động, hắn đã nhìn ra được, muốn dựa vào cậy mạnh qua dung chuyển kỳ thạch, trên cơ bản là không thể nào, bên trong sinh linh không biết là lai lịch gì, cho dù là một cái kim tiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ đều không thể đem dung chuyển. Lúc này, Giang Trần duy nhất có thể lợi dụng, chính là mình huyết mạch, bởi vì cái này kỳ thạch bên trong ẩn chứa một cỗ huyết mạch, đẳng cấp phi thường cao, cơ hồ có thể cùng hắn chân long huyết mạch sánh ngang. Oanh! Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt thi triển long biến hóa thân, đem chính mình huyết mạch hoàn toàn kích phát ra đến, dung nhập vào chân long đại thủ ấn bên trong. Hắn sở dĩ thi triển long biến hóa thân, có hai cái mục đích, một cái là kích phát huyết mạch, hy vọng đạt được kỳ thạch tán thành, một cái khác chính là vì đối phó Vân Anh bọn người, giống như bọn họ dạng này thiên tài, đã không phải là đồng dạng thần tiên hậu kỳ có thể so sánh. Giang Trần hiện tại mặc dù là nửa bước thần tiên, nhưng nếu như muốn tùy tiện diệt sát đối phương, cũng cần tại long biến trạng thái dưới. Lại là loại này biến thân, hắn quả lại chính là cái kia đáng chết Giang Trần. Thấy thế, Huyền Dương Tông không ít người bắt đầu mắng to lên, cho dù bọn họ không biết Giang Trần bản thân, nhưng loại này biến thân kỹ năng, bọn họ lại một điểm không xa lạ gì, loại này biến thân mấy cái hồ đã trở thành Giang Trần tiêu chí. Tại Giang Trần kích phát ra chính mình huyết mạch một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được kỳ thạch nội bộ sinh linh sao động càng thêm kịch liệt, nhưng này cỗ phản kháng lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình một chiêu này dùng đúng, kỳ thạch nội bộ huyết mạch quá cao quý, hết thảy thấp hơn nội bộ sinh linh huyết mạch đẳng cấp người đều mơ tưởng đụng vào hắn, nhưng Giang Trần chân long huyết mạch rõ ràng càng thêm cao quý, cho nên lập tức liền đạt được kỳ thạch tán thành. Giang Trần, ngươi muốn đánh cắp chúng ta thành quả lao động sao? Còn không mau mau dừng tay, chắp tay đợi chết. Ngô Vĩ hét lớn một tiếng, sau đó lấy lôi đình chi thế hướng về Giang Trần đánh ra nhất trưởng, hết sức rực rỡ một cái đại thủ ấn, giống như một phương ửng đỏ một dạng, mang theo rời núi lấp biển khí thế, hướng về Giang Trần tựu bao phủ tới. Giang Trần nhẹ giơ lên mắt rồng, trong mắt hàn quang chợt hiện, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Nói xong, Giang Trần nâng lên cái tay còn lại, đồng dạng đánh ra cường hãn chân long đại thủ ấn, cự đại long chảo mang theo vô tận thần uy, trong chớp mắt cùng Ngô Vĩ công kích đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên tháp địa hãm, Ngô Vĩ công kích tại Giang Trần trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, còn như giấy mỏng một dạng, bị tồi khô lạp hủ phá hủy sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Bạch bạch bạch, trong hư không, Ngô Vĩ nhận lực lượng cường đại chấn động, liên tục lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Một màn này để rất nhiều người đều kinh hô lên, Ngô Vĩ bản thân cũng không cần nói, Vân Anh ba người bọn hắn cũng là kinh hãi há to mồm, nhìn chằm chằm Giang Trần, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Vừa rồi Ngô Vĩ mặc dù không có thi triển ra toàn lực đến, nhưng Giang Trần cũng tương tự chỉ là hời hợt, hơn nữa còn là ở một bên thu phục kỳ thạch tình huống dưới. Dưới loại tình huống này còn có thể lập tức đánh bại Ngô Vĩ, cái này không thể nói Ngô Vĩ không đủ mạnh, chỉ có thể nói Giang Trần quá mạnh. Cái này sao có thể? Hắn chẳng qua là nửa bước thần tiên mà thôi, vì sao có thể thật lợi hại đến trình độ như thế này? Nãi nãi, Nhất Tuyến Thiên quả nhiên lại xuất hiện một cái siêu cấp biến thái gia hỏa. Giang Trần quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, rất thời tiết thay đổi, Ngô Vĩ thế nhưng là Huyền Dương Tông đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, vậy mà đánh bất quá Giang Trần. Không người không sợ hãi, cho dù là Thiên Vân Các Quách Kiệt, cũng là kinh hãi không thôi. Giang Trần trước đó đem Thiên Vân Các náo gà chó không yên hắn là biết, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Giang Trần vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, Ngô Vĩ cũng không là đối thủ, này không cần phải nói, coi như để cho mình cùng Giang Trần đối chiến, đồng dạng cũng không phải là đối thủ. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, không hề đi xem Ngô Vĩ liếc một chút, hắn đại thủ dùng lực, kỳ thạch tại trước mắt bao người, lại bị nhổ tận gốc, mắt thấy là phải bị Giang Trần cho thu lại. Không tốt, kỳ thạch muốn bị hắn thu lấy. Vân Anh kinh hô một tiếng. Đáng chết, gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, kỳ thạch vậy mà không có phát ra phản kháng lực lượng đến, không thể dạng này trơ mắt nhìn lấy hắn đem kỳ thạch cho thu lấy đứng lên. Vân Anh,
Hoàng Phủ Trì, ba người chúng ta liên hợp xuất thủ tới đối phó hắn, đem kỳ thạch cho ngăn trở cản lại. Ngô Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra, dạng này liên hợp trực tiếp đem Quách Kiệt cho bài trừ bên ngoài, Quách Kiệt dù sao cũng là Thiên Vân các người, cùng Giang Trần là cùng một chiến tuyến, lúc này không được ra tay trợ giúp Giang Trần đã cảm ơn trời đất. Được. Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì cơ hồ không hề nghĩ ngợi tựu đáp ứng, kỳ thạch biểu hiện xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng thần dị, nếu như vậy mất đi, trong lòng bọn họ rất là không cam lòng, riêng là Ngô Vĩ, Giang Trần vốn chính là Huyền Dương Tông địch nhân, nếu như hôm nay có thể làm cho Giang Trần chết tại trong tay mình, hắn cũng coi là một cái công lớn. Soát, Ngô Vĩ còn không có động, một bóng người tựu ngăn tại hắn phía trước, chính là Quách Kiệt. Quách Kiệt, ngươi tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Ngô Vĩ hung dữ nói ra. Nói đùa cái gì, Giang Trần thế nhưng là chúng ta Thiên Vân các người, lại nói, ba người các ngươi đánh một cái, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Quách Kiệt cười ha ha, lúc này hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, bản thân hắn cũng không phải người ngu, đã nhìn ra Giang Trần tiềm lực còn có tại Thiên Vân các đông đảo đệ tử trong suy nghĩ sức ảnh hưởng cùng địa vị, bây giờ Giang Trần thực lực đã cao ra bản thân, chính mình cái này thời điểm cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, tương lai khẳng định là có chỗ tốt. Mà lại lúc này nếu như Quách Kiệt khoanh tay đứng nhìn, ngoại nhân khẳng định hội nói xấu. Các ngươi hai cái ngăn cản Giang Trần, ta tới đối phó Quách Kiệt. Ngô Vĩ nói xong, trong tay tiên kiếm tựu thi triển đi ra, đối Quách Kiệt tựu bổ chém tới, Quách Kiệt cười lạnh, cũng lấy ra bản thân tiên khí, trong nháy mắt cùng Ngô Vĩ đại đánh nhau, Thiên Vân các cùng Huyền Dương Tông bản thân liền là đối thủ một mất một còn, hai người ngày bình thường cũng không ít tranh đấu, hiện tại đánh nhau tự nhiên là không có nửa điểm khách khí cùng lưu tình. Bất quá hai người bản thân thực lực tương đương, lại thêm thiên phú cũng kém không nhiều, cho dù đứng lên, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, cũng trên cơ bản là không thể nào, cho nên đối phó Giang Trần trách nhiệm, tự rơi xuống Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì trên thân. Hai người đã kiến thức đến Giang Trần khủng bố, cho nên xuất thủ cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, cơ hồ lên tự thi triển toàn lực, mỗi trong tay người đều nắm một thanh tiên khí chiến binh, đánh ra ức vạn đạo quang hoa, hướng về Giang Trần bao phủ tới. Bọn họ đối tượng công kích trừ Giang Trần bên ngoài, còn có kỳ thạch, muốn dựa vào loại phương thức này chặt đứt Giang Trần cùng kỳ thạch ở giữa liên hệ. Giang Trần hiện tại nhất tâm thu lấy kỳ thạch, căn bản không có dư thừa tâm tư chiến đấu, bất quá hai người trùng kích tới, hắn vẫn là muốn tới, hắn tiện tay đánh ra nhất trưởng, kim long ấn bị hắn đánh ra, tam điều kim long gào thét mà ra, giống như chân long hàng thế một dạng, hướng về Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì đánh tới. Hống! Long ngâm chấn thiên, cường đại kim long ấn. Bản thân liền là lực công kích cực hạn biểu hiện, lại thêm Giang Trần hiện tại ở vào long biến trạng thái, Vân Anh hạng người đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, cho dù hai người bọn họ liên hợp, cho dù trong tay có tiên khí phối hợp, như cũng không phải Giang Trần đối thủ, hai người lên liền trực tiếp bị kim long ấn cho đánh bay, một chiêu đối kháng, lập tức phân cao thấp, song phương căn bản tựu không cùng đẳng cấp. Ong ong, kỳ thạch phát ra chấn động, Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì tuy không phải mình đối thủ, nhưng vừa rồi cường thế công kích lại ảnh hưởng đến hắn cùng kỳ thạch nội bộ sinh linh câu thông, khiến cho kỳ thạch lần nữa phát sinh sao động, cho mình thu lấy kỳ thạch tăng thêm không ít phiền phức. Các ngươi hai cái yếu hơn nữa xuất thủ, lập tức phải chết. Giang Trần lạnh lùng nói ra, sát ý còn như thực chất bắn ra đến, tất cả mọi người đã nhìn ra được, Giang Trần đã tức giận, hắn lời nói thật giống như quân vương thánh chỉ một dạng, không mang theo nửa điểm ngỗ nghịch, rất nhiều người đều tin tưởng, hai người nếu như lần nữa tiến công, Giang Trần khẳng định hội giết bọn hắn. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại mạnh mẽ như thế? Vân Anh có một loại muốn thổ huyết xúc động, vừa rồi hai người liên hợp nhất kích, lại bị Giang Trần này như bài sơn đảo hải năng lượng đụng đánh trở về, cái này để trong lòng bọn họ minh bạch, bọn họ cùng Giang Trần ở giữa là có nhất định chênh lệch, cho dù bọn họ xuất thủ lần nữa, cũng sẽ không là Giang Trần đối thủ. Người này xác thực lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy hay sao? Hoàng Phủ Trì sắc mặt khó coi, nếu như vậy giữ lời, trong lòng của hắn quá không cam lòng tâm, nhưng Giang Trần cường thế vượt qua bọn họ tưởng tượng, đánh nhau căn bản không phải đối thủ, trong lúc nhất thời lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Không thể dễ dàng như thế liền để Giang Trần đạt được kỳ thạch, chúng ta tuy đánh không lại hắn, nhưng lại có thể cản trở hắn thu lấy kỳ thạch, người ta tiếp tục xuất thủ ngăn cản hắn, không lâu sau, bên này động tĩnh liền sẽ đem chân chính cao thủ hấp dẫn tới, đến lúc đó Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, người này quá nghịch thiên. Uy hiếp quá lớn, cái này đã không đơn thuần là đối Huyền Dương Tông uy hiếp, đối hai nhà chúng ta cũng là như thế, Thiên Vân các một cái Thiên Mạc Vân liền đã để cho người ta rất lợi hại đau đầu. Thiên Mạc Vân giã tâm bừng bừng, đã đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tiềm ẩn,
Nếu như lại xuất hiện một cái Giang Trần, nhất tuyến thiên sớm tối là thiên vân các thiên hạ. Vân Anh mở miệng nói ra, hắn trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đã đối Giang Trần sinh ra ý quyết giết, Vân gia cùng Hoàng Phủ gia vốn là tử địch, Vân Anh cùng Hoàng Phủ chỉ cũng là cửu địch quan hệ, nhưng giờ phút này là lạ thạch, lần đầu tiên lựa chọn liên hợp lại đối kháng Giang Trần, bọn họ đều không phải người ngu, đều đã nhìn ra Giang Trần uy hiếp, nghịch thiên như vậy thiên tài uy hiếp thực sự quá lớn, nếu như cho hắn cũng đủ thành thời gian dài, chờ đến bọn họ, sẽ là diệt vong. Tốt, cứ làm như thế. Hoàng Phủ chỉ gật gật đầu, cảm thấy Vân Anh nói rất có đạo lý, giống như Giang Trần dạng này thiên tài, nếu như có thể nhanh chóng diệt trừ, khẳng định là có chỗ tốt, tương đương với diệt trừ một cái tiềm ẩn đại uy hiếp. Khanh, trong tay hai người tiên khí lần nữa dập dờn, lần này, bọn họ không có đi công kích Giang Trần, mà là đi công kích kỳ thạch, muốn dựa vào loại này ngoại lực công kích gây nên kỳ thạch nội bộ năng lượng phản kích, chỉ cần kỳ thạch phản kích, Giang Trần tựu mơ tưởng tùy tiện đạt được kỳ thạch, bọn họ chỉ cần trì hoãn đến chân chính cao thủ đến, Giang Trần tựu xong đời. Muốn chết. Giang Trần tức giận, lúc trước hắn đã nhắc nhở qua hai người, lại ra tay liền là chết, hiện tại hai cái này không biết sống chết ra hỏa, vậy mà xuất thủ lần nữa muốn ngăn cản chính mình thu lấy kỳ thạch, này Giang Trần xuất thủ tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Nếu như Vân Anh hai người cảm thấy Giang Trần không có giết chết bọn hắn năng lực, này hai người bọn họ tựu 10 phần sai, phạm phải suốt đời nghiêm trọng nhất sai lầm, như thế sai lầm, để bọn hắn liền hối hận thời cơ đều không có. Khiếu. Một tiếng chói tai kiếm rít vang lên, thiên thánh kiếm xuất hiện tại Giang Trần trong tay, trường kiếm không gì không phá, giống như một đầu chân long một dạng, hướng về Vân Anh tựu bổ chém tới. Thiên thánh kiếm uy thế vô song, gánh chịu Giang Trần sở hữu năng lượng, đối với Vân Anh tới nói, một kích này bản thân liền là chí mạng, thiên thánh kiếm vẽ ra một đạo rực rỡ quang hoa, trong chớp mắt liền đến Vân Anh trên đỉnh đầu. Không tốt. Vân Anh kinh hô một tiếng, ám đạo không tốt, hắn lúc đầu coi là Giang Trần đã đầy đủ mạnh, nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn là xem thường Giang Trần thực lực, đối phương cường thế xa không phải chính mình đủ khả năng tưởng tượng, tối thiểu trước mắt một kích này, hắn căn bản không chống đối nổi đến, tại Giang Trần một kiếm này chặt chém xuống tới một khắc này, Vân Anh cảm giác được một loại chưa từng có uy hiếp. Này là tử vong uy hiếp, cả người hắn đều bị bóng ma tử vong cho bao phủ, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là chưa từng có uy hiếp cảm giác, tại thời khắc này, Vân Anh rốt cục cảm giác được sợ hãi, một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hây! Vân Anh hét lớn một tiếng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể giơ tay lên bên trong tiên kiếm ngăn cản, bởi vì Giang Trần công kích tốc độ quá nhanh, mà lại thân thể của hắn sở hữu khí thế đều đã bị thiên thánh kiếm cho khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tới. Không được tới liền là chết, trên thực tế, liền xem như tới, mệnh vận hắn cũng đã nhất định, từ Giang Trần phẫn nộ thi triển thiên thánh kiếm xuất đánh một khắc này, Vân Anh vận mệnh tự vô pháp cải biến. Khanh, Vân Anh tiên kiếm cùng Giang Trần thiên thánh kiếm đụng va vào nhau, căn bản là vô pháp làm đến nửa điểm phản kháng, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, một thanh thần cấp tiên kiếm, cứ như vậy bị tùy tiện phá hủy, dạng này tràng cảnh thực sự rất rung động, cấp mọi người tạo thành tâm linh trùng kích cũng quá lớn. Phốc phốc. Nhưng mà, chém dụng Vân Anh tiên kiếm về sau, thiên thánh kiếm uy thế cũng không có chút nào yếu bớt, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Vân Anh tại chỗ bị Giang Trần một kiếm chảm vì làm hai nửa, máu tươi dâng trào, không chết có thể chết lại. Vân Anh mặc dù là thần tiên hậu kỳ cao thủ, mà lại là Vân gia vô thượng thiên tài, nhưng cùng long biến trạng thái dưới Giang Trần so ra, còn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, dù sao giờ phút này Giang Trần đã không còn là trước đó thiên tiên hậu kỳ, mà chính là nửa bước thần tiên. Tu luyện hóa long quyết hắn, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, chiến lực tự hồi tăng lên gấp bội. Một màn này để vô số người đều kinh hô lên, tất cả mọi người tâm linh đều đang run rẩy. Ai có thể nghĩ tới Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, đây chính là Vân gia thiên tài A, thần tiên hậu kỳ vô thượng cao thủ A, coi như đánh bất quá Giang Trần, cũng không trở thành trực tiếp bị miểu sát đi, cái này đối mọi người trùng kích thực sự quá lớn, trực tiếp phá vỡ bọn họ nhận biết. Ta thiên, thần tiên hậu kỳ thiên tài. Bị hời hợt diệt sát, cái này Giang Trần đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Đơn giản vô địch, đây là ta gặp qua lớn nhất yêu nghiệt, bất quá hắn diệt sát Vân Anh, xem như đem Vân gia cũng cho làm mất lòng. Đúng vậy a, Huyền Dương Tông đắc tội, Vân gia cũng đắc tội, nếu như hắn liền Hoàng Phủ Trì cũng không buông tha, vậy liền Hoàng Phủ gia cũng cùng một chỗ đắc tội, nhất tuyến thiên lập tức đắc tội ba cái đại thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến. Rất nhiều người đều kinh hãi. Cái chàng diện này bản thân cũng quá mức vu chấn lay, bất quá bọn hắn đã sớm nghe nói qua Giang Trần thủ đoạn, trên cái thế giới này tựa hồ không có cái gì là Giang Trần không dám làm, không có người nào là Giang Trần không dám giết,
nhìn Giang Trần bộ dáng, cho dù đắc tội tam đại thế lực, cũng căn bản không để trong lòng. Vân Anh chết tạo thành lớn nhất đại trùng kích là Hoàng Phủ Quần, giờ phút này Hoàng Phủ Quần công kích đã rơi vào kỳ thạch bên trên, khiến cho kỳ thạch lắc lư càng thêm kịch liệt, bất quá bởi vì Giang Trần huyết mạch quá mạnh mẽ, cùng kỳ thạch nội sinh linh sinh ra cộng minh đã phi thường cường liệt, cho nên kỳ thạch còn không có phát ra cái gì năng lượng phản kích. Nhưng Hoàng Phủ chỉ phát ra lần này công kích về sau, đã kinh hồn bạt vía, tận mắt chứng kiến Vân Anh chết thảm, để hắn trong nháy mắt đối Giang Trần sinh ra rất cường liệt e ngại, hắn phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, bởi vì hắn đã thấy Giang Trần vô tình ánh mắt, biết mình cử động đã để Giang Trần tức giận, mà lại là hết sức tức giận loại kia, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, nếu như không chạy trốn, chỉ sợ liền chạy trốn thời cơ đều không có, phải lập tức chết tại Giang Trần dưới kiếm. Kỳ thạch tự nhiên là bảo bối, nhưng cùng tánh mạng so ra, lại thần dị bảo bối cũng không tính là gì, Hoàng Phủ Trì không có nửa điểm lãnh đạm, tại phát động công kích về sau lập tức liền lựa chọn đào tẩu, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung. Lúc này muốn đi, muộn. Giang Trần quát lạnh một tiếng, Vân Anh đã giết, hắn không quan tâm giết nhiều một cái Hoàng Phủ Trì, phản chính tự mình đạt được kỳ thạch về sau tựu đã coi như là cùng tam đại thế lực là địch, tam đại thế lực cao thủ sẽ không bỏ qua chính mình, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Soạt. Sắc bén một kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang còn như là nước chảy, một đạo liền theo một đạo, trực tiếp xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, trong nháy mắt tựu dệt thượng Hoàng Phủ Trì, đem Hoàng Phủ Trì toàn bộ cho bao phủ lại. Tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập Hoàng Phủ Trì toàn thân, một cỗ rét lạnh cảm giác từ đầu đến chân, hắn ra sức phản kháng, lại phát hiện căn bản là không có cách xông phá Giang Trần kiếm võng. Không được, Giang Trần, đừng có giết ta, ngươi giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Hoàng Phủ gia không phải ngươi có thể khiêu khích. Hoàng Phủ Trì tê tâm liệt phế mở miệng cầu xin tha thứ, một người tại đối mặt tử vong thời điểm, tâm linh là yếu ớt nhất, lúc này chỉ cần có thể giữ được tính mạng, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chết đi. Giang Trần lạnh nhạt vô tình, Hoàng Phủ gia uy hiếp hắn căn bản không để trong lòng, dù sao hắn tương lai giết Thiên Mạc Vân về sau cũng muốn đi thống trị toàn bộ nhất tuyến thiên, cho nên cùng Hoàng Phủ gia là địch cũng là sớm tối sự tình. À... Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần tiên hậu kỳ thiên tài Hoàng Phủ Trì bị thiên thánh kiếm kiếm khí cho xé rách, đệ nhất thiên tài tại chỗ vẫn lạc, chỉ để lại một mảnh huyết vụ cùng thân thể tàn phế, Giang Trần thủ đoạn, hung tàn tới cực điểm. Hảo lợi hại. Lúc đầu đang cùng Ngô Vĩ đối chiến Quách Kiệt gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đồng dạng thân là thiên vân các người, hắn cũng bị Giang Trần thủ đoạn cho hoàn toàn chấn trụ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần hiện tại đã cường thế đến trình độ như thế này. Để hắn từ tâm hồn đối Giang Trần đã sinh ra một loại e ngại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Giang Trần có bản lĩnh giết Vân Anh hai người, tựu đại biểu cho muốn tiêu diệt hắn cũng là không cần tốn nhiều sức. Quách Kiệt trong lòng rất lợi hại may mắn chính mình cùng Giang Trần là cùng một chiến tuyến, càng thêm may mắn chính mình không có cùng Giang Trần từng có quan hệ gì. Nương! Ngô Vĩ mắng một tiếng, sau đó không hề cùng Quách Kiệt đối chiến, xoay người chạy, Giang Trần quá lợi hại, giống như ma vương một dạng. Căn bản là không có cách đối kháng, bây giờ Liên Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì đều giết, chờ Giang Trần thu lấy kỳ thạch, cái thứ nhất liền sẽ xoay đầu lại giết hắn, đây là vô cho hoài nghi, cho nên lúc này lựa chọn chạy trốn vẫn là sáng suốt nhất. Quách Kiệt, cho ta cuốn lấy hắn. Giang Trần đối Quách Kiệt nói ra. Giang Trần ép căn bản không hề dự định buông tha Ngô Vĩ, chỉ bất quá giờ phút này Ngô Vĩ cách mình khá xa, vô pháp tùy tiện làm đến nhất kích tất sát, mà Giang Trần giờ phút này muốn tập trung tinh thần thu lấy kỳ thạch. Cho nên để Quách Kiệt tạm thời dây dưa kéo lại Ngô Vĩ. Giang Trần bản thân đã dựa vào chân long huyết mạch cùng kỳ thạch nội sinh linh huyết mạch hình thành cộng minh, tại không có người quấy rầy tình huống dưới, rất nhanh liền có thể qua đem kỳ thạch cho hoàn toàn thu lấy. Quách Kiệt chỉ cần dây dưa kéo lại Ngô Vĩ một phút đồng hồ thời gian, chính mình liền có thể hoàn thành đối kỳ thạch thu lấy, đến lúc đó xoay đầu lại diệt sát Ngô Vĩ, dễ như trở bàn tay. Được. Quách Kiệt gật gật đầu, tuy bị Giang Trần cho mệnh lệnh, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Tâm lý không có nửa điểm không thoải mái, dù sao cái này bản thân liền là một cường giả vi tôn thế giới, Giang Trần dùng thực lực mình cùng thủ đoạn đã chinh phục Quách Kiệt, để hắn cam tâm tình nguyện nghe theo Giang Trần chỉ lệnh. Soát! Quách Kiệt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu ngăn tại Ngô Vĩ phía trước, khí thế của hắn hoàn toàn phóng xuất ra, phong tỏa Ngô Vĩ sở hữu đường lui. Quách Kiệt, ngươi tránh ra, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngô Vĩ giờ phút này là chân chính sợ hãi, nhìn thấy Quách Kiệt dây dưa chính mình. Tâm thần cũng bắt đầu loạn, hắn biết Quách Kiệt thực lực, nếu như cùng Quách Kiệt dây dưa tiếp, khẳng định hồi không yên, một khi các loại Giang Trần rảnh tay, này chính là mình tự kỳ, Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì đã là sống sờ sờ ví dụ, mình cũng không có lớn như vậy tự tin có thể đối kháng Giang Trần.
Nhân tình, ta có thể không có thèm. Quách Kiệt cười ha ha, hắn cũng không chủ động xuất thủ, tự một mặt nhẹ nhõm ngăn tại Ngô Vĩ trước người, hoàn toàn phong bế hắn đường đi. Đáng chết! Ngô Vĩ giận dữ, chỉ có thể xuất thủ lần nữa, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể chạy trốn, tranh thủ một đường sinh cơ, về phần kỳ thạch, này đều đã không trọng yếu, mà lại đối phó Quách Kiệt, dù sao cũng so muốn đi đối phó Giang Trần dễ chịu một chút, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là dốc hết toàn lực đẩy lui Quách Kiệt, cho mình mở ra một con đường sống, bất quá Ngô Vĩ trong lòng cũng minh bạch, dù vậy, cũng là phi thường khó khăn. Phải biết, Ngô Vĩ cùng Quách Kiệt hai người tu vi tương đương, bản thân đối chiến đứng lên tựu tương xứng. Giờ phút này Quách Kiệt nhẹ nhõm tùy ý, nhưng Ngô Vĩ lại là tâm thần đại loạn, dưới loại tình huống này, Ngô Vĩ bản thân liền đã ở vào hạ phong, liền Quách Kiệt chính mình đối phó đều có chút khó khăn, huống chi còn có một cái nhìn chằm chằm Giang Trần. Quách Kiệt cùng Ngô Vĩ đại chiến, tràng diện vô cùng hùng vĩ, một bên khác, Giang Trần còn đang cố gắng thu lấy kỳ thạch, rất nhiều người đều đang quan sát, Thiên Vân các đệ tử từng cái ngao ngao kêu to, hưng phấn không thôi, trái lại mặt khác tam đại thế lực đệ tử, lại là từng cái sắc mặt khó coi. Riêng là Vân gia cùng Hoàng phủ gia, bọn họ thiên tài dẫn đầu người đã bị giết chết, bọn họ từng cái đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có một cái dám ra tay với Giang Trần. Không có người nào là ngu ngốc, Giang Trần quá cường thế, ra tay với Giang Trần, này theo trực tiếp ra tay với Diêm Vương gia không hề khác gì nhau, cho dù Quách Kiệt cùng Ngô Vĩ chiến đấu, bọn họ đều không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Mà Giang Trần bên này, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần thu lấy kỳ thạch. Không có một cái nào dám ra tay ngăn cản, thậm chí ngay cả xuất thủ cướp đoạt ý thức đều không có, bởi vì bọn hắn tâm lý đồng dạng rõ ràng, cái này cùng chịu chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Tam đại thế lực người chỉ có thể cầu nguyện bọn họ cao thủ mau chóng xuất hiện, Giang Trần quá cường thế, chỉ có bọn họ nửa bước kim tiên cao thủ cấp bậc xuất hiện, mới có thể ngăn chặn Giang Trần. Lần này bốn đại thế lực riêng phần mình tiến đến nửa bước kim tiên nhân vật thiên tài cũng không ít, mỗi một cái thế lực có nhiều ba, bốn người, bất quá cái này cổ mộ quá lớn. Cao thủ đã sớm tản mát đến các nơi khác biệt địa phương. Và lại, nửa bước kim tiên cao thủ, thậm chí rất nhiều thần tiên hậu kỳ cao thủ, đều không có đem chú ý lực rơi ở chỗ này, bọn họ sớm liền trực tiếp xâm nhập đến cổ mộ chỗ sâu nhất, bởi vì bọn hắn đối cổ mộ hắn địa phương đều không có hứng thú, chỉ có cổ mộ chỗ sâu bảo bối mới có thể gây nên bọn họ hứng thú. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một khối kỳ thạch, nếu như biết, chỉ sợ nơi này đã sớm đánh vỡ đầu. Kỳ thạch dạng này bảo bối, cho dù tại cổ mộ chỗ sâu nhất, cũng chưa chắc tựu có, cái này một khối kỳ thạch cũng là một tòa bảo tàng. Không nói đến kỳ thạch nội đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nếu như có người có thể đem kỳ thạch nội bảo bối cho luyện hóa hết, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ầm ầm, rốt cục, kỳ thạch đã không còn nửa điểm phản kháng, Giang Trần lợi dụng chính mình chân long huyết mạch, hoàn toàn đạt được kỳ thạch tán thành, kỳ thạch bị hắn hoàn toàn thu lấy. Tổ Long Tháp trong lúc vô hình xé mở một cái khe, lập tức đem kỳ thạch cho thu vào qua. Tại kỳ thạch bị thu lấy trong nháy mắt đó, bên trên ngọn núi kim sắc quang trụ cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bên trên ngọn núi khôi phục lại bình tĩnh. Xong, mắt thấy Giang Trần thành công thu lấy kỳ thạch, một bên khác còn tại cùng Quách Kiệt kịch chiến Ngô Vĩ trợn mắt một cái, hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, sau một khắc Giang Trần liền sẽ ra tay với mình, chính mình vận mệnh không thể so với Vân Anh cùng Hoàng phủ trì cường đại. Chịu chết đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, thiên thánh kiếm hướng về Ngô Vĩ tựu bổ chém tới. Ngô Vĩ suy đoán rất lợi hại chính xác, Giang Trần căn bản cũng không có dự định buông tha hắn, dù sao đã giết nhiều người như vậy, không quan tâm giết nhiều một cái, tại Giang Trần trong mắt, đây đều là địch nhân, giải quyết địch nhân phương pháp tốt nhất cũng là làm cho đối phương đi chết. Dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người nhận cái này hét lớn một tiếng ảnh hưởng, theo ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một kẻ thân thể thanh niên hùng tráng đạp không mà đến, người tới tốc độ cực nhanh, mái tóc màu đỏ lộ ra đến vô cùng khoa trương, trên người hắn tùy ý phát ra khí thế, đều kinh thiên động địa, so với Ngô Vĩ đến, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Điều Vĩnh Sư Huynh, nhanh lên cứu ta. Nhìn người tới, lúc đầu đã tuyệt vọng Ngô Vĩ, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, tái nhợt trên mặt cũng rốt cục nổi lên vẻ vui mừng. Là Huyền Dương Tông Điều Vĩnh, tu vi của người này đã đạt tới nửa bước kim tiên. Chính là Huyền Dương Tông nổi danh thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, rất lợi hại, không nghĩ tới hắn xuất hiện, Giang Trần chỉ sợ không phải đối thủ. Càng ngày càng náo nhiệt, nửa bước kim tiên thiên tài đều xuất hiện, xem ra trò vui vừa mới bắt đầu. Giang Trần có thể nhẹ nhóm diệt sát Vân Anh hạng người, không biết có thể hay không đối phó Điêu Vĩnh, bất quá ta nhìn có chút khó khăn a. Điêu Vĩnh dù sao cũng là nửa bước kim tiên,
không phải thần tiên hậu kỳ có thể so sánh. Điều Vĩnh xuất hiện, gây nên một trận sóng to gió lớn, cổ mộ mới mở ra bán ngày, tự phát sinh chuyện lớn như vậy tình, đầu tiên là Giang Trần xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện nửa bước kim tiên thiên tài, tràng diện tránh thức muốn náo nhiệt. Giang Trần lạnh lùng liếc liếc một chút Điều Vĩnh, thiên thánh kiếm uy thế lại không có nửa điểm yếu bớt, tiếp tục hướng về Ngô Vĩ đánh tới. Muốn chết! Thấy thế, Điều Vĩnh giận dữ, hắn lăng không đánh ra một đạo tiên quang, hướng về Giang Trần thiên thánh kiếm công kích đi qua. Điều Vĩnh hết sức tức giận, Giang Trần tại chính mình xuất hiện tình huống dưới còn dám ra tay giết người, hoàn toàn là không có đem chính mình để ở trong mắt, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, hắn thân phận gì, nửa bước kim tiên cấp bậc vô thượng thiên tài, toàn bộ nhất tuyến thiên thế hệ tuổi trẻ đều không người nào dám không nể mặt chính mình. Ngươi cứu không được hắn. Giang Trần liền nhìn Điêu Vĩnh liếc một chút đều không có, hắn không phủ nhận Điêu Vĩnh cường đại, nhưng Điêu Vĩnh muốn từ trong tay mình đem Ngô Vĩ cho cứu được, vậy cơ hồ là không có khả năng. Ầm ầm. Một cỗ càng thêm cuồng mãnh lực lượng tác dụng tại thiên thánh kiếm phía trên, thiên thánh kiếm phát ra gào thét thanh âm, toàn bộ biến thành một đầu huyết sắc chân long, trong chớp mắt liền đến Ngô Vĩ trên đỉnh đầu, bởi vì Giang Trần tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, cho dù Điêu Vĩnh đã xuất thủ, cũng căn bản không kịp. Không được. Ngô Vĩ phát ra một tiếng gào thét, giống lên một tiếng bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng mà hết thảy này đều là vô dụng, từ hắn chọc giận Giang Trần một khắc này, mệnh vận hắn liền đã bị hoàn toàn nhất định, trừ tử vong, hắn không có hắn lựa chọn. A. À, Ngô Vĩ hét thảm một tiếng, bị thiên thánh kiếm chạm vì làm hai nửa, cả người đều bị sắc bén kiếm khí cho xé rách, chết thảm tại chỗ, toàn bộ tràng diện lộ ra huyết tinh tới cực điểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Giang Trần diệt sát Ngô Vĩ về sau, Điều Vĩnh công kích cũng rốt cục đến, Giang Trần sau đó chém ra một kiếm, cùng Điều Vĩnh tiên quang đụng va vào nhau. Ầm ầm. Đây là không gì sánh kịp va chạm, bầu trời đều muốn bị đánh sập hãm, trực tiếp nhấc lên một mảnh cơn bão năng lượng đi ra. Bạch bạch bạch. Giang Trần nhận cường đại lực phản chấn, lui lại ba bước mới đứng vững thân thể. Nửa bước kim tiên thiên tài quả nhiên khủng bố, cho dù ta thi triển long biến, cũng không phải là đối thủ, chẳng qua nếu như phối hợp đại thiên cơ thuật, vẫn là có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, nếu như ta thi triển thiên long cửu kích bên trong cuồng long xuất viên, xử lý ra hỏa này cũng không nói chơi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền thấy rõ ràng chính mình cùng Điêu Vĩnh ở giữa chênh lệch, hắn hiện tại tu vi, toàn lực phía dưới có thể cùng đồng dạng nửa bước kim tiên đối kháng, nhưng này chỉ là bình thường người, giống như Điêu Vĩnh dạng này thiên tài, đã có thể cùng đồng dạng kim tiên sơ kỳ đối kháng, Giang Trần tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá Giang Trần cũng có cường đại bài cùng thủ đoạn, đang thi triển cuồng long xuất viên tình huống dưới, xử lý đối phương cũng không phải là không được. Nhưng cuồng long xuất viên khủng bố như vậy chiến kỹ, không đến thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần là sẽ không thi triển, dù sao tiêu hao quá lớn, một khi thi triển về sau, liền sẽ lâm vào ngắn ngủi hư nhược kỳ, đây là một loại tai hại. Cho dù là đánh không lại, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm, tối thiểu Điêu Vĩnh còn không có đạt tới để Giang Trần e ngại trình độ, nếu như hắn muốn rời khỏi, Điêu Vĩnh cũng chỉ có làm nhìn lấy phần, làm không được đối với mình nửa điểm ngăn cản. Hỗn trướng! Điêu Vĩnh giận mắng một tiếng, băng mắt lạnh trong nháy mắt khóa chặt Giang Trần, trong mắt của hắn sắp phun ra lửa, cái này đáng chết Giang Trần, cũng dám ngay trước chính mình mặt giết Huyền Dương tông nhân, cái này hoàn toàn cũng là không nể mặt hắn, tại toàn bộ nhất tuyến thiên, không nể mặt chính mình người cũng đã chết, cho nên hắn cho rằng Giang Trần cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, vậy mà tại ta xuất hiện tình huống dưới còn giết Ngô Vĩ, ngươi là tại khiêu chiến ta uy nghiêm sao? Điêu Vĩnh tức giận nói ra. Ngươi có cái dám uy nghiêm, thu hồi ngươi cao quý cùng cảm giác ưu việt, ở trước mặt ta, ngươi liền cái dám cũng không bằng. Giang Trần đối Điêu Vĩnh giơ ngón tay giữa lên, gia hỏa này nói chuyện đơn giản cũng là đến khôi hài, hắn cùng Huyền Dương Tông ở giữa ân oán, cũng sớm đã vô pháp hóa giải, Điêu Vĩnh là lợi hại, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới có thể cho Giang Trần sợ hãi bước. Nghe Giang Trần lời nói, rất nhiều người cũng nhìn không được trợn mắt một cái, hít một hơi lãnh khí. Cuồng, thực sự thật ngông cuồng, hôm nay cuối cùng kiến thức cái gì gọi là phách lối, dám dạng này nói chuyện với Điêu Vĩnh, Giang Trần chỉ sợ cũng là cái thứ nhất. Nhưng không thể không nói, Giang Trần có cuồng vọng tư bản, mà lại tư bản rất hùng hậu. Tốt một cái cuồng vọng ra hỏa, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, bất quá tại ngươi trước khi chết, trước tiên đem kỳ thạch giao ra, như thế ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái, không cho ngươi tiếp nhận bất luận cái gì tra tấn. Điêu Vĩnh mở miệng nói ra, hắn thấy, chính mình mở ra điều kiện như vậy đến, đã là đối Giang Trần rất nhân từ, Giang Trần giết Huyền Dương Tông thái nhiều người, khoản này ân oán là không có cách nào hóa giải. Hôm nay hắn tự muốn tiêu diệt Giang Trần,
vì Huyền Dương Tông lập kế tiếp công lao, thuận tiện còn có thể có được kỳ thạch. Nói nhảm nhiều quá, muốn giết ta tựu nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Giang Trần sùi cười một tiếng, trong ngôn ngữ căn bản không đem Điêu Vĩnh để ở trong mắt, hắn loại biểu hiện này không thể nghi ngờ nghiêm trọng kích thích Điêu Vĩnh cường đại lòng tự trọng, như thế cuồng vọng cùng dã man nhân, vẫn là hắn Điêu Vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết sống chết đồ vật, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì cùng ta đấu. Điêu Vĩnh giận, không hề cùng Giang Trần nói nhảm, hắn song trưởng hướng lên lật một cái, khủng bố năng lượng trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh ám vân, hướng về Giang Trần đột nhiên ép qua. Nửa bước kim tiên nhân vật thiên tài xuất thủ cũng là rời núi lấp biển chi thế, trong lúc nhất thời, cả khoảng không đều bị khủng bố năng lượng cho tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, rất là không thoải mái. Giang Trần, cẩn thận một chút, Điêu Vĩnh là nửa bước kim tiên cao thủ, rất lợi hại, khó đối phó. Quách Kiệt nhắc nhở một tiếng. Quách Kiệt, ngươi mang theo Thiên Vân các người lập tức rời đi nơi này. Giang Trần truyền âm cho Quách Kiệt, hắn cũng không tính ở chỗ này cùng Điêu Vĩnh dây dưa tiếp, hôm nay nơi này sự tình đã làm lớn chuyện, Điêu Vĩnh xuất hiện chỉ sợ sẽ không là cái cuối cùng, dây dưa lâu, hội dẫn tới càng nhiều hơn cao thủ, đây không phải Giang Trần muốn xem đến, hắn đi vào cổ mộ là vì đạt được chỗ tốt, khi chưa có đạt được đủ tốt chỗ, không muốn cùng những thiên tài này cá chết rách lưới. Cho nên Giang Trần lúc đầu cũng không có tính toán cùng Điêu Vĩnh tiếp tục dây dưa tiếp, nhưng lại sợ chính mình rời đi về sau Điêu Vĩnh đem lửa giận phát tiết đến Quách Kiệt trên người bọn họ, hắn hiện tại để Quách Kiệt mang theo Thiên Vân các người rời đi, chính mình tạm thời dây dưa Điêu Vĩnh cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, chờ Quách Kiệt sau khi bọn hắn rời đi, chính mình tự tiêu sái mà đi, lưu cho Điêu Vĩnh một đoàn lửa giận. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Quách Kiệt gật gật đầu, hắn là một người thông minh, tự nhiên minh bạch Giang Trần ý nghĩ cùng lo lắng, lúc này mang theo Thiên Vân các người trực tiếp rời đi, đem nơi này chiến trường lưu cho Giang Trần cùng Điêu Vĩnh, hiểu biết Giang Trần khủng bố thủ đoạn về sau, Quách Kiệt đối Giang Trần đã không cần lo lắng, hắn tin tưởng lấy Giang Trần bản sự, coi như đánh không lại Điêu Vĩnh, an toàn rời đi cũng căn bản không phải vấn đề. Khiếu! Thiên Thánh kiếm lần nữa phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Một đạo kiếm quang thật giống như một chàng khủng bố thiên hà, dữ dội cùng Điêu Vĩnh ngưng tụ ra ám vân đụng va vào nhau. Ầm ầm, lại là kinh thiên động địa va chạm, chấn động vô số người tê cả da đầu. Hết tập 62.